Đây rồi, vâng, như vậy đó là AC màu 3 của Yến Vũ chia sẻ một thế bài ở trong cái trận đấu đầu tiên đã chính diễn ra. Một kèo 3-3 cung rửa Assyria anh em ơi. Chưa nghe thấy gì. Cháy Nam Vũ nha, chào tất cả em đang xem hello mọi người, hello anh em. Rồi bây giờ thì nó ổn định trở lại rồi, vừa rồi có một chút hiện tượng về đường truyền mạng nhưng mà nó đã ổn định lại rồi đúng không ạ? Ok hết chưa anh em ơi, anh em thấy ok hết chưa ạ? Và đầu đang có là 6 cây dành cho những chim sẻ với những cái rừng quanh nhà. Chúng ta có con máy của game thủ Vietnam Hải Phòng U98. Một bài đấu đang ở đầu cánh với một quả hơi dốc một chút, có bầy hiệu đầu và rừng thông. Thắng trận đầu tặng Hải cốc cà phê luôn. Ấy trời, đây rồi. Vâng, chưa nghe thấy gì, ok anh trai. Đây là máy của game thủ Vietnam Hải Phòng truy vậy với bầy hiệu đầu 6 con cũng đang đưa về. Ok rồi đúng không anh em? Và vừa rồi nó bị mạng nó lag tí thôi, không vấn đề gì anh em ơi. Drop nhẹ cái nhìn xong nó thôi. Gặp một sư tử và đang đưa bầy hiệu về đến từ truy bệnh với bài AC đầu cánh màu 2. Hiệu 6, cùng quanh nhà cũng có những cái dương thông. Cái bài ba nhà xa nhau như thế này, quan trọng là sẽ có dâng ai không, nó sẽ là bài ở nhà. Lát nữa chúng ta biết được. Và đây là máy của cái phụ chim sẻ. Có voi, có hiêu, có quả. Có hai quả. Và một quả phụ. Có hai quả quả phụ. Mới hiện đầu một bầy. Voi một con. Máy khỏe nha. Máy tươi đấy. Đây con voi đầu tiên sẽ là cái phụ chim sẻ đang đưa về nhà chính mình. Và bốn con hiêu này thì mình cũng sẽ đưa về luôn thôi. Dù quanh nhà cũng là có để cho sẻ có thể có bài đấu đánh chắc nhà trận đấu này. Bây giờ sẽ là dẫn một bầy đầu. Bầy đầu đứng trên con này và sẽ đưa về. Nhanh rồi anh em ơi, hiệu 4. Nhanh cái đã về rồi. Và vào đến với trận đấu đầu tiên ở trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. Nhà chợ Richman chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có những chương trình ưu đãi cực khủng tới từ nhà chợ Richman khi anh em mua hàng qua giỏ hàng tiếp shop của chim sẻ nắng. Sẽ giảm trực tiếp 50% trên giá bán. Ngoài ra tặng thêm voucher 20k cho đơn 300k, 35k cho đơn 350k, 40k cho đơn 450k và 60k cho đơn 450k nữa. Anh em nào đang muốn sở hữu những sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần comment. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Richman, thương hiệu Việt vì người Việt, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện dành cho nam giới như sữa da mặt Rich Coconut Fresh, loại bỏ dầu nhờn, tế bào chết, làm thoáng lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm, sữa tắm gội 3-in-1 Rich Legend, tắm, gội, rửa mặt, làm sạch, loại bỏ bụi bẩn trên da và tóc, dung dịch vệ sinh Rich Ultimate, chiết xuất lá trầu không và hoa cúc La Mã, giúp kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, ngăn ngừa viêm nhiễm. Ngoài ra, Richman tiếp tục ra mắt hai dòng sản phẩm xịt thơm miệng và sáp bút tóc Richman, bí mật của sự lôi cuốn. Vâng, cảm ơn anh Đức Đá rất nhiều. Và nếu như mà chúng ta giành chiến thắng với tỷ số là 4-2 thì anh Đức Đá sẽ có một phần quà dành cho cả ekip trong buổi tối ngày hôm nay, mỗi người 1 triệu. Và mỗi người 1 triệu luôn. Thắng 4-2 nhá. Thế thì thắng 4-1 luôn được không anh? Thắng 4-1 tặng mỗi thằng 2 triệu. Khôn như thế này, chết giờ. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng ở trong kèo đấu này. Bởi vì bộ ba bên kia cũng là bộ ba rất là khỏe. Chào anh Đức Căng Ta nha, chào anh em. Hello mọi người, hello anh em, chào anh Bùi Duy Khánh nhá. Chào anh Vũ Hiếu Nghĩa. Một tin rất vui dành cho ekip làm việc trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu như giành chiến thắng trước bộ ba Sen Long, Tiến Như Vũ và Nhã Tử trong kèo AC với tỷ số 4-2 thì anh Đức Đá sẽ gửi tặng cho cả ekip mỗi người 1 triệu Việt Nam đồng. Nếu như giành chiến thắng trong kèo đấu này, rất tuyệt vời. Và màn máy các bạn đang xem đó là game thủ chim sẻ với một voi, bầy hiệu đầu và hai màu quả phụ được khai thác. Chúng ta có màn máy của game thủ Vietnam Hải Phòng 98 với bài đánh 27 dân một kích đời 84x khá là muộn với ba voi về trừ một à. Thế thì phải báo lên như này, chết một dân từ game thủ 98. Ok nước đá ơi, có bảy đấu cánh này Tiễn Như Vũ. Chúng ta có màn máy của game thủ Vietnam Hải Phòng truy mệnh, một bài cũng đánh 27 dân và thông tin báo về là dường như vậy sẽ dâng ngang đúng cánh nhưng không dâng nữa rồi, lại đánh ở nhà rồi. Hello tất cả em đang xem nha, hello anh em, ok Cường Bim ơi. Nay đánh hơi muộn anh em ạ, do là kèo của Mạnh với cả Huy xong kết thúc hơi muộn một tí với tỷ số 4-3. Xong kèo 3-3 sẽ là kèo solo nha các bạn. Đang soi tham để xem được bạn có ai đi dâng ai hay không, thế thì truy mệnh. Bên này thì sẽ chuẩn bị đóng nhà điều kiện rồi. Một bài đánh 27 dân cộng 1 vẫn sẽ kích đời rất là sớm ở trận đấu này. Rồi đây sẽ là BM cộng 1 dân và BA. BA sẽ kê cái mỏ gỗ bên ngoài anh em ạ. Anh Đức Đá nghe cấn cấn anh ơi, có gì mà đâu mà cấn mà nữa kìa. Anh ấy chuyên sản xuất đá, thế nó điều hết sức bình thường, đúng không ạ? 14x với 27 dân cộng 1. Rồi nâng cấp chặt gỗ đấy từ cái thủ chim sẻ nắng. Và bài này là bài đánh ở nhà mà không dâng anh em ơi.
Ok, cảm ơn anh Đức Thiện nha. Ok anh. Đang cơ cấu ra ruộng đây rồi. Chúng ta có con máy của game thủ bên này phóng 198 với một chiếc nhà BS thứ ba đang tìm vị trí đóng nhưng mà không chỗ đóng hết. Đây rồi. Chỗ này vẫn đóng được chiếc nhà BS và em có thể khai thác cánh rừng thông một cách đẹp mắt. Đối đầu với Tiễn Như Vũ ở cánh này, một game thủ cũng rất sừng sỏ tới từ cộng đồng ngoài Trung Quốc. Và như vậy là Sen Long lên đời cân 98 rồi. Bên này thì Mệnh sẽ đối đầu với ai? Cái bên kia là màu 7 thì còn màu 8 cũng như là màu màu 8 và màu 7, màu 8 và màu 5 ở cái này nữa thôi. Anh em cho xin một like, nút chia sẻ với livestream em ơi. Hello mọi người, hôm nay có bóng đá trận gì anh em, vòng loại World Cup à hay là cái gì đấy? Cơ cấu ra ruộng thôi. Phát triển tăng A. Đây là máy của game thủ chim sẻ với bài chuẩn bị cơ cấu chiếc nhà bè thứ tư và nâng cấp bánh xe rồi. Solo Seng thì chưa biết là Sen Long hay Tiễn Như Vũ sẽ đánh em một trong hai người thôi. Thì sẽ solo với một trong hai game thủ này 5A. Và quan trọng là sẽ đẩy cho cánh nào anh em ạ? À, ok anh Thiện ơi, thế thì phải quật nó luôn anh ạ. Xích cổ lại luôn. Và như vậy sẽ đẩy cho 98 và 98 thời điểm đầu là người ngất một dân. Tránh Minh Phát nha, chào tất cả anh em đang xem, hello mọi người. Chúng ta sẽ đến với mặt máy của game thủ trẻ Vitamin Hải Phòng U98. Một thế bài đầu cánh cho em và đang có nhà bè thứ 5 ở trận thi đấu này. Bài đấu 98 sẽ thi đấu với 5 nhà bè luôn. Rất hổ báo ngay trận đấu đầu tiên. Phong cách rất mới đối với 98. Quyết định thay đổi phong cách của mình, bộ nhận diện thương hiệu và chuyển sang 5A siêu đều. Và màu 5 đó chính là Nhãn Tử sẽ là người đi dâng A. Và màu 5 đang có một cái chấm ở hướng 1 giờ thì khả năng cao sẽ dâng ở cánh này. Khả năng dễ dâng giữa nhà Sẻ và nhà 98 nên mình nghĩ là Sẻ sẽ đứng để có thể bắt quân của người cầm màu 5 là cũng khá là ok. Tránh đại ca chân đất nhá. Màu 5 dâng A rồi. Thunder thứ hai được game thủ 98 thi triển và đã đủ. Không, thiếu một con. Đây, còn một con này nữa. Ok, đây rồi. Như vậy màu 7 đến nhà 98 luôn và 4A tới từ đội bạn và có cả màu 5 vào luôn. 2v1 luôn ngay ở turn đầu tiên. Màu 5 đầu cái bên kia dâng chéo sang cái bên này. Như vậy là trong cái này sẽ là Sen Long và sẽ khả năng cao là 3 người đánh cái này. Dành cho bộ 3 game thủ đến từ cộng đồng ngoài Trung Quốc. Tránh Quyền Dương nha. Chào tất cả các bạn đang xem. Đợi mãi cái giọng bình luận này yêu thế. Ok, chính lưu. Lũ trình. Rồi, chạy, chạy, chạy em ơi. Vâng, đang cố gắng tụ quân và giữ dân tới từ 98 khi bị hai nhà bắn vào luôn. Với 4 tên cung R bên phía đội bạn như thế này, cảm giác quân đang cực kỳ đông dành cho bộ đôi đến từ cộng đồng ban Trung Quốc. Và 98 sẽ cố gắng giữ tham khi mà Mệnh đang là người chơi về nhà người cầm màu 5 đây rồi. Màu 5 đang phải chạy những cơ sở bắn của mình với những mỏ gỗ, những mỏ quả an hoàng. Và Mệnh đang bắn được dân đội bạn. Timeline là 48 tới game thủ chuyên Mệnh. Chúng ta có máy của game thủ chim sẻ nắng với một tình huống bắt quân của người cầm màu 7. Đây là cung R của game thủ Tiên Như Vũ. Sẻ đang gọi Vitamin Hải Phòng U98 xô vào nhà màu 7. Timeline là 53 đến từ game thủ chim sẻ đang tách quân chạy ra. Màu 5 đang đuổi phía sau và Sẻ bị vẩy Ether này. Chú ý quân. Vâng, tách vào ruộng đội bạn. Đây rồi, lủng ruộng của đối phương. Và Mệnh cũng sẽ là một tình huống thạt sang nhà của người cầm màu 7 để hỗ trợ cho game thủ U98 ở trong trận đấu này. Quân màu 5 thì đang ở nhà màu 7. Timeline đang ở số là 54 đến từ game thủ chim sẻ nắng. Chưa có chặt gỗ 2 cho đơn vị cung R. Mình và đội bạn đang vẩy liên tục để bắt cung R chim sẻ. Bên này thì Mệnh timeline là 55 vừa đấu quân màu 8 nên chưa tạt được vào nhà của người cầm màu 7 game thủ Tiễn Như Vũ. Đây là Sen Long. Sen Long timeline là 58 trên... À, xin lỗi là Mệnh timeline 58 trên 72 đang đấu quân với Sen Long. Chúng ta vẫn đang chưa có chặt gỗ 2. Và sẻ chuẩn bị tạt màu 8 rồi. Màu 8 đang đấu quân với chim sẻ nắng ở khu vực giữa map. Xin lỗi, đấu quân với Mệnh ở giữa map và Sẻ sẽ xô vào nhà Sẻ Long luôn. Trong tình huống này khi đối phương đi quân ra xa khỏi nhà của mình. Mặt máy game thủ chim sẻ. Sẻ timeline đa số là 64. Chưa đến đâu, chưa đến đâu, rèn dứ đi. Và đây là timeline 6x đến từ game thủ chim sẻ. Không có dân của màu 5 bán hoàng ở đây. Rồi gọi cả 98 đi cùng luôn. Đi nào, vào Sẻ Long luôn. Cả ba nhà bạn đều lổ một tơn. Thì nó sẽ dễ thở hơn để trẻ có một bài đấu phát triển phong kinh nhất vào đây rồi. Ôm thẳng nhà bè vào trong đây, vào trong đây. Không quân ở nhà đâu, nó quân ở nhà đâu. Đây, nhà bè của game thủ Sen Long một tấn đi quân rất ảo dành cho bộ đôi chúng ta. Nhưng có bộ 7 về cứu nhưng bộ 7 về tấn này không đông. Tấn này vẫn chơi được và 98 sẽ được cắt cử vào bên trong. Tham lái 70 dành cho game thủ chim sẻ. Sư tử đang cắn cung R gần hoàng rồi. Rất nhiều cung R đứng ở nhà. Và quan trọng là màu 5 có lao vào nhà chim sẻ nắng hay không. Sẻ vẫn chưa đưa quân đi. Và màu 8 đang bị cả truy mệnh ốp A luôn. Và ba nhà ta ốp vào nhà đội bạn. Một tình huống phối hợp rất hay dành cho bộ ba game thủ đến từ cộng đồng A Việt Nam. Và tham lại là 71 tới từ game thủ chim sẻ. Màu 7 liên tiếp phải kéo quân về để đỡ nhà cho Sen Long.
Vâng, 98 timeline là 32 và đang bắn được tất cả những cơ sở của đội bạn bên trong. Đội bạn đang kéo quân vào bên trong nhà này ở trong 3 giờ rất nhiều. Trong 3 giờ đang có rất nhiều dân của cấp 8 game thủ Xe Long. Bên này thì Mệnh timeline là số là 6A đang cố gắng góp A đội bạn trên bộ 7 liên tiếp về cứu và phải lùi lại một tơn rồi, lùi lại tơn Mệnh. Vâng, cơ cấu lại ruộng. Ừ, phải lên dốc đã, phải lên dốc đã, lên này, này chơi này. Bắt đầu bung nhà chính nhưng thủ trưởng Mệnh gỗ hai cũng đang có dành cho những con cung đời Syria này rồi và phải có những tình huống đào vàng đến từ Hà cả Mệnh và Xẻ để có thể lên được bản đồ phối hợp với nhau cho nó chuẩn chỉ hơn. Và tạm lại là 63, Xẻ đang bị một năm công vào nhà của mình, một tơn quân rất to tới từ người cầu 1-5 khi mà đội bạn đã bỏ nhà 98. Và quan trọng tơn này chúng ta phải ốp được màu 8 với phía đội bạn, nhưng sau tình huống này thì mình nghĩ là màu 7 sẽ nở lại, màu 7 đã hết quân rồi, ốp màu 8 thôi. 98 đã ăn được nhiều dân của đội bạn bên trong. Màu 5 đang công lên liên tục vào nhà với thủ chim sẻ và sẽ phải kéo quân về đỡ nhà đến từ chim sẻ nắng ở tình huống này. Cái gì làm ở đây chưa nghe thấy gì, bắn hết toàn bộ tân quân đi công này của cầm màu 5 luôn để không cho đoàn chạy ra ngoài. Thêm một tên nữa còn vào bên trong, vẩy hết e đi, còn một trên này nữa bc luôn. Vâng, đã kín dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong tình huống này và đang đấu quân với người cầm màu 5 ở nhà đang rất mất tay. Tham lai là số là 67 và sẽ bắt hết toàn bộ tân quân đi công của cầm màu 5 game thủ nhãn tử. Đây là máy của game thủ Truy Mệnh. Mệnh tham lai đơn số là 70 và đang tiếp tục bắt được quân của game thủ Xen Long. Lợi thế cũng đang là có dành cho bộ ba chúng ta khi chúng ta đang có hai chủ lực, đó là chim sẻ nắng và game thủ Truy Mệnh ở trong trận đấu đầu tiên này. Một map đấu mà anh em gọi nhau đi ôm rất chuẩn chỉ vào nhà của game thủ Xen Long khi Xen Long lại đưa quân dồn theo Truy Mệnh ở giữa bản đồ, qua đó để hở sườn và chim sẻ nắng cộng với 98 xô thẳng vào nhà của game thủ Xen Long luôn. Tham lai 77 dành cho Mệnh ở trận đấu này và mình nghĩ đến thời điểm đào vàng được rồi thì chúng ta còn không phải lên bản đồ nữa. Chưa kể dù đến cung 4 mô 7 nãy giờ là cũng hồi được rồi và chúng ta không đánh mô 7, giờ game thủ tiện như vũ rồi. Và nhưng dường như đội bạn đã resize và tỷ số nhiều khả năng sẽ là 1-0 dành cho bộ ba chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Đúng là như vậy rồi, 1-0 dành cho chim sẻ nắng, Truy Mệnh và U98. Được chưa anh em? Nó hay chứ. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Tỷ số là 1-0 dành cho bộ ba của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Được chưa anh em ơi, cả nhà mình ơi, hay không ạ? Anh em thấy hay không ạ? Anh em nào thấy hay có thể comment chữ Hải Mario trên cũng chat cho em thấy được không ạ? Hay không anh em? Anh em thấy hay nhớ comment chữ Hải Mario nha, không comment hay nha, comment Hải Mario mới chuẩn. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay ngay sau đây thôi. 1-0 dành cho cộng đồng Việt Nam. Đây rồi, xúc màu 8 dành cho chim sẻ nắng, không phải là màu 3 giống như trận đấu trước nữa. Ông bạn Lý Độc Hành này nghe vẻ hơi nhờn rồi sao, chửi nãy giờ hơi nhiều nha. Cày ghê rồi đấy, cảnh cáo lần 1. Và một quả đầu đang có 7 cây đến từ cái thủ chim sẻ với một nền đất bán sa mạc ở khu vực đầu cánh góc 5 giờ. Chào anh Trần Lê Khải nhá, chúng ta đang đến với trận đấu thứ hai trong kèo 33 cung AC của buổi tối ngày hôm nay. Một kèo đấu chạm 4 và chúng ta sẽ cần thêm đó chính là 3 chiến thắng nữa để có thể có được một kết quả có lợi trong kèo 33 này trước khi đến với kèo solo với thủ chim sẻ. Chào anh Hồ Văn Phúc nhá, chào tất cả các bạn xem, hello mọi người. Nghe nói cuối tuần sẻ với anh em về Thanh Hóa, anh em chủ nhật tuần này anh nhá. Chủ nhật tuần này về Cẩm Thủy. Và những bước đi dò đầu tiên dành cho thủ chim sẻ 98 này. Cày thật. Và như vậy là có một cánh rừng thông tới từ bài đấu này. Một cánh rừng thông hướng về mặt 6 giờ. Quan trọng là đồ ăn như thế nào thôi. Như bài trước thì cứ hiểu đầu một voi hai quả phụ trận nào cũng được. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Lâm đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 500 sao nhá. Ok, tránh Đỗ Chính ạ. Và anh em đi ngồi cạnh nhau đánh trên văn phòng thì ngồi cạnh nhau có gì đâu anh. Đây bầy hiêu đây rồi. Tại vì Trung Quốc không run được mấy anh em ơi. Đây là máy của game thủ VTN Hải Phòng U98 với một bài cầm màu 6 ở góc 9 giờ khá là khung và kín. Một khu vực khép góc đến từ 98 với những cánh rừng về mặt 9 giờ, một mỏ quả đầu sát mép bản đồ và thêm bầy hiêu phía xa xa. Mệnh thì đang có một bài có hai voi. Ít nhất là hai voi tới từ game thủ Truy Mệnh. Một thế bài trong cánh và cánh này thì chắc là 98 với Mệnh sẽ đi cùng nhau thôi bởi vì nhà sẻ rất là xa anh em ạ. Ở đường voi về tránh quyết trọng nha, chào tất cả mọi người xem, hello mọi người. Rồi 3 voi, 4 voi, bài móc binh đến từ game thủ Truy Mệnh rồi. Rất nhiều đồ ăn. Sẻ sẽ là người đi dâng. Vâng, chắc là dâng A đúng cánh hay dâng chéo. Đúng rồi, đánh giải Cẩm Thủy anh em ạ. Rồi, con voi được đưa về đây rồi. Bệnh thông tin bảo vệ lại không ôm với 98. Cũng dâng à?
Vâng, như vậy Mệnh sẽ dâng cho 98. 98 sẽ là chủ lực ở trong trận đấu này anh em nhá. Nam Sung Kim nghỉ lâu rồi anh ơi. Chúng ta sẽ đến với mặt máy của anh chủ chim sẻ. Một thế bài chống trải và đang muốn có một tình huống đi dâng A. Thì sẻ sẽ dâng A đúng cánh, Mệnh sẽ dâng cho 98 và chúng ta sẽ có thế bài một mình 98 chủ lực thôi. Nuôi 98 khỏe trong trận đấu này. 3-3 cũng được, ta đánh map Giratic nha các bạn. Đây là con voi được đưa về. Bài đã có được hai voi, bầy hươu đến từ anh chủ chim sẻ. Và giải quyết con voi này thôi, chẳng hữu thích ạ. Và vừa đến với trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu với bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Nhà chợ Richman chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có những chương trình ưu đãi cực khủng tới từ nhà chợ Richman. Khi anh em mua hàng qua giỏ hàng tiếp shop của chim sẻ nắng sẽ giảm trực tiếp 50% trên giá bán. Ngoài ra tặng thêm voucher 20k cho đơn 300k, 35k cho đơn 350k, 40k cho đơn 450k và 60k cho đơn 450k nữa. Anh em nào đang muốn sở hữu những sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như vậy bài sẻ vẫn đang thiếu một đồ và đi dò thì đang gặp sư tử, nhưng mà chưa có quả phụ trận đấu này. Bài đang hơi xấu. Khi nào Hải về Hải Hậu Nam Định tiếp? Hải ơi, giao lưu với Hải vài cơ bia nhỉ. Ui giời ơi, không biết bao giờ anh ạ, bao giờ cho đến bao giờ. Em cũng rất mong muốn được đi giao lưu cùng anh em, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào công việc và công ty nữa anh ạ. Richman, thương hiệu Việt vì người Việt, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện dành cho nam giới như sữa rửa mặt Rich Coconut Fresh, loại bỏ dầu nhờn, tế bào chết, làm thoáng lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm, sữa tắm gội 3-1 Rich Legend, tắm, gội, rửa mặt, làm sạch, loại bỏ bụi bẩn trên da và tóc, dung dịch vệ sinh Rich Ultimate, chiết xuất lá trồng không và hoa cúc La Mã, giúp kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, ngăn ngừa viêm nhiễm. Ngoài ra, Richman tiếp tục ra mắt hai dòng sản phẩm xịt thơm miệng và sáp vuốt tóc. Richman, bí mật của sự lôi cuốn. Vâng, như vậy là chim sẻ nắng vẫn sẽ đánh ở nhà trận đấu này chứ không còn đi dâng A nữa. Khi mà đồ ăn đang khá là xấu, quả phụ thấy muộn. Và có thêm một bầy hươu và một con voi. Và 98 đang xin chăm thịt, chắc Mệnh sẽ là người bơm. Và Mệnh sẽ là người đi dâng A. Và thông tin báo về dâng 11 giờ. Đó là một thí sinh nào đó bên phía đội bạn. À, bà đi dâng A đây từ cái thủ chim Mệnh đây rồi. Nhưng mà chưa thấy ai. Pha dâng khá sâu, đóng nhà thôi. Đấy xe nhà BA. Không, đó sẽ lên đời rồi. Bây giờ Mệnh mới lên đời, đóng nhà BA BM. Và sẽ phải bơm 98 chăm thịt bởi bài 98 ba hiêu. Map mà cả sẻ và cả 98 đều hơi xấu trong trận đấu này anh em ạ. Rồi kích đời như vậy là 14x với 27 dân cộng 1 tới từ game thủ Vinwin Hải Phòng truy Mệnh. Kéo dân lên để khai thác thêm mỏ quả nữa ở gần BA đi dâng. Làm cái BS nữa đây, cho 98 chăm thịt và cơ cấu chia nhà BS. Đây có quả khác này, ngon, bú luôn. Đây, kích xong giả lại đi. Tí chả sao. Vâng, như vậy là 1-7 ở trên góc 12 giờ, đó chính là nhãn tử đầu cánh này. Và đây cùng xem là nhãn tử liệu có đi dâng A trong trận đấu trước nữa hay không. Trận đấu đầu tiên thì nhãn tử cũng là bài đầu đi dâng A, tích khá nhiều quân, nhưng mà cái tơn lao vào nhà của game thủ chim sẻ nắng thì lại bị sẻ nhốt và bắt. Ơ, 6, 6 là đồng đội, 6 đồng đội, 6 là 98. Đây là máy của game thủ chim sẻ, sẻ đang soi tham, bài đánh 27 dân đang đẩy xe giò đầu cánh vào góc 3 giờ xem có ai trong này hay không. Đang cơ cấu ra ruộng nhà, thế bài rất là trống tới từ game thủ chim sẻ. Con voi không đưa về nhà chính mà phải đóng cái BS thứ 3 để khai thác 3A rồi, và đây là BA thứ 4 nâng cấp bánh xe sóng dân. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Mặc dù bài sống FD vẫn khá là khen, vẫn lên sớm. Rồi chấm thêm mấy ghe nữa cho nó kín hẳn luôn. Cái điểm yếu chúng ta sẽ là sắp mẹ bản đồ từ 3 giờ xuống anh em ạ. Và giữ bản đồ này vào nữa. 3 nhá, tiến như vũ đầu cánh này. Lên sớm đấy, bài sẽ đánh có 4A rồi. Mặt máy của game thủ truy Mệnh. Đã xem Mệnh 98 đi cùng nhau. Vâng, như vậy 17 đã bắt đầu ra BA Mệnh rồi. Sẵn sàng với những tình huống vậy thì chúng ta sẽ đứng chờ. 7 đầu cánh, nhãn tử. Tơn đầu tiên 5A. Kéo dân lên khai thác thêm một quả nữa ở đây. Rất nhiều quả đây mà Mệnh. Với bài đầu đi dâng. Đây là map Gigantic anh ơi, anh cũng không hiểu vấn đề. Map La thì còn đi sang nhà đối thủ gần được. Nhưng map Gigantic anh đi kiểu gì đến nhà đối thủ. Đi bộ nửa tiếng đồng hồ đến nơi hết bố trận rồi. Bảo nó đi lọ mọ từ đi. Rồi sẻ bị bắn luôn rồi. Vâng, như vậy một năm dâng A và bắn sẻ. Đó chính là nhãn tử từ đầu cái bên kia dâng chéo sang cái bên này. Vẫn một chiến thuật như vậy.
À xin lỗi, màu năm ở trong cái sau 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 đi sau đi, nhầm. Năm trong cái màu ba đó là Sen Long, Dương Ai và nhà chim sẻ. Và sẻ sẽ ăn một turn, cả Long cả Vũ lao vào. Và bây giờ là hai turn đến từ cái thủ Sen Long đang vào nhà chim sẻ nắng rồi. Sen Long là người đi dâng A và vác cả dân ra tới chim sẻ nắng để có thể quật turn này. Nhưng màu ba đến và mình nghĩ là sẻ sẽ không thể nào mà cưỡng được quá lâu trước sức mạnh tới từ đội bạn. Ăn được một cung R của người cầm màu ba. Dân vẫn đang đảo như giang lạc đến từ chim sẻ nắng. Nhưng đây là ba turn của Sen Long và phá vẩy E đến từ chim sẻ để có thêm một turn quật nữa và nông dân ra kết hợp cùng. Và màu ba lại quay trở lại nhà của cái thủ chim sẻ nắng rồi. Cái mình kia cũng sẽ phải đẩy nhanh được người cầm màu 7 bên phía đối bạn. Đó chính là game thủ Nhãn Tử. Đây là máy của game thủ Chim Mệnh. Mệnh tham lai là số là 45. Dồn liên tục lên đây, đánh bay nhà nó đi. Đang vẩy E trong đây này. Đội chính cho nó này. Và đội bạn đang vẩy E bắt quân của game thủ Chim Mệnh. Rồi đi lên trên 12 giờ. Và đây, bắn đây. Dính lên trên. Dính nữa lên. Ăn quân nó trước đi, ở trên còn đấy. Rồi, dính lên nên Mệnh vẫn đưa thêm quân vào mà. Bắn đi. Đây, Mệnh vào đây rồi. Tham lai là ở số là 53 và chúng ta mất hơi nhiều thời gian với người cầm 17 trong trận đấu này đấy. Tham lai là ở số là 50 tới từ game thủ Vitamin Hải Phòng 98 đang cường cầm ra ruộng và nhanh chóng có được cái gỗ 2 với bài đánh 4A. Một map đấu và cả sẻ và 98 chỉ đánh được có 4 nhà BA thôi. Nhãn Tử vẫn đang thủ nhà khá là căng ở trận đấu này. Và đây là cung R tới từ game thủ Nhãn Tử. Đấy, sau tuần này thì Nhãn Tử mới bay được. Đấy, ra đây A này bệnh bên này. 98 ít quần đấy quá rồi. Còn có 6 con rồi, 5 con. Và đội bạn vẫn nở quân rất đều. 98 cần phải dồn thêm quân lên và tụ quân lại với nhau. Và tham lai là 52 dành cho game thủ Vitamin Hải Phòng 98 đang bo bế nhà cửa mình rộng hơn. Vậy vậy đây, bắn fit ra đi. Vậy kìa. Không có bóng về nữa, tăng điểm lúc 2BA từ 98. Với cái tham lai ở số là 57. Bóng 5 từ nhà của Mệnh qua. 98 sẽ cần phải để quân ở nhà. Đây những con cung R mới nở BA của người cầm 17 bên phía đối bạn, đó chính là Nhãn Tử. Sẻ bên này tham lai chỉ còn là 21 thôi. Khi mà bị cả Sen Long và cả Tiễn Như Vũ chơi vào. Thế trận mà Tiễn Như Vũ đang khỏe và sẽ phải là người đi lấy tham của người cầm bóng 5 bên phía đối phương. Đó chính là game thủ Sen Long, người dâng A trong trận đấu này. Đang có vẻ bắt dân đối phương. Bảy bên này tham lai đời số là 38 và đang bắt được rất nhiều dân của người cầm màu 7. Tiếp tục vẩy E hay quá. Phải vẩy E chất lượng tới từ cái thủ Vitamin Hải Phòng Truy Mệnh. Đừng thể ăn dân đội bạn. Ăn được rất nhiều dân màu 7 nha. Để đưa về thế mà 98 và game thủ Tiễn Như Vũ cân nhau. Và điều quan trọng là sẻ và Mệnh cần phải giữ được cung. Tôi nghĩ là khả năng liệu rằng đội bạn có tân đi ốp chúng ta hay không thì anh cũng chờ. Tham lai đời số là 36 màu 5 chạy về giữa nhà Mệnh và nhà 98. Sẻ đang đuổi đây rồi. Chào anh chim trời Hải Dương nhá. Ok anh, làm tí trà đớ luôn. Ngày nào anh dai vào tặng trà đớ này, sẵn nhạt. 34 trên 56 là tham lai hiện tại dành cho game thủ Truy Mệnh ở trận đấu này. Chúng ta có một máy game thủ chim sẻ đang ăn được rất nhiều dân của Sen Long. Và Sen Long dưới khoanh ruộng đây, chạy đi. Và cơ sở hồi của game thủ chim sẻ đang bị chơi vào màu 3. Tiến vụ quá to và một đều trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu mà rất khỏe đến từ Sen Long cũng như Tiến Vũ khi mà bài chúng ta xấu. Ăn ngay một pha dâng A của Sen Long vào mồm và không chịu được. Tránh Quảng Colonie nhá, và tôi cũng chờ đợi với trận đấu thứ 3 thôi. Chào anh Nguyễn Quang. Một đều anh em ơi. Chờ đợi với trận đấu tiếp theo, chờ đợi trận thi đấu thứ 3 trong kèo đấu này. Một đều. Rồi đây rồi. Và như vậy là màu 3 dành cho game thủ chim sẻ. Quay trở lại màu 3 giống như trận đấu đầu tiên. Chào bạn Bùi Duy Nam nhá. Làm vòng đi dò. Một góc 9 giờ của chim sẻ nắng giống như 98 ở trận đấu trước và đã có một cánh rừng già, cánh rừng thông đang tìm quả đầu. Có bầy hiệu đầu luôn. Quả đầu chắc nằm ở bên này, đây rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhưng không có chỗ đóng cửa đẹp. Khá là rộng. Bầy hiệu sẽ đưa về sớm rồi, bài cũng đã nhìn qua là thấy khum khum luôn rồi. Với rừng thông, rừng già, rừng dừa đủ cả. Chúng ta có một máy của game thủ Vitamin Hải Phòng 98 với một quả đầu cũng 7 cây luôn. Một thế bài trong cánh. Và nhìn nước dưa này liệu rằng 98 có đi dâng A hay không khi đang có một nền đất bán sa mạc rừng dừa. Quan trọng nhất vẫn là đồ ăn rồi, hai voi. Rất tuyệt vời. Làm bài... đúng cái gì? Làm vòng đi dò lên 98. Ý! Nhầm. 8 chắc dâng rồi. Để ăn máy của game thủ Truy Mệnh.
vậy đang có những lý do chưa đổ lùa về một thế bài ở đầu cánh dành cho cái thủ vitamin hải phòng truy bệnh. Đấy kia giờ cánh sẻ thôi chứ bài vậy nhìn qua cũng kín đấy, đang có những lý do chưa đổ lùa về. Trong đó thì sẻ đang đưa bấy hiệp đầu 5 con về thì chính cho mình đây rồi. Toàn quả lẻ anh em. Cháy Vũ Minh Đức nhá, chào anh em. Bài thế mắc bình đến từ cái thủ chim sẻ. Rồi luôn mấy con thiên này về thôi, bấy hiệp 5 con. Và chúng ta hãy cùng xem ở trong trận đấu này thì bộ 3 của chúng ta sẽ có một chiến thuật như thế nào để đối đầu với ba cái thủ đến từ cặp đấu Trung Quốc. Đây, bấy hiệp 5 con được đưa về đây. Hôm trước thì là sẻ 98 Gunny nhỉ, khoảng đúng không? Rồi, để cân đến điều này. Bấy hiệu được đưa về 5 con thành công. Làm nào được. Ôi, cứ cãi cày thật đấy. Và như vậy là hai quả phụ thế chim sẻ, bài rất là bóc binh rồi anh em ơi. Mua dưa hấu gội với sữa rửa mặt thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment các bạn nhé. Ở phần ghi comment thì có cả link Shopee cũng như là link TikTok Shop để anh em có thể lựa chọn và mua hàng. Có rất nhiều khuyến mãi cho anh em luôn. Và tiện đây thì chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Nhà chợ Richman tôi chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có những chương trình ưu đãi cực khủng tới từ nhà chợ Richman. Khi anh em mua hàng qua giỏ hàng tiêu shop của chim sẻ nắng sẽ giảm trực tiếp 50% trên giá bán. Ngoài ra tặng thêm voucher 20k cho đơn 300k, 35k cho đơn 350k, 40k cho đơn 450k và 60k cho đơn 450k nữa. Anh em nào đang muốn sở hữu những sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Richman, thương hiệu Việt vì người Việt, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện dành cho nam giới như sữa rửa mặt Rich Coconut Fresh, loại bỏ dầu nhờn, tế bào chết, làm thoáng lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm, sữa tắm gội 3-in-1 Rich Legend, tắm, gội, rửa mặt, làm sạch, loại bỏ bụi bẩn trên da và tóc, dung dịch vệ sinh Rich Ultimate, chiết xuất lá trồng không và hoa cúc La Mã, giúp kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, ngăn ngừa viêm nhiễm. Ngoài ra, Richman tiếp tục ra mắt hai dòng sản phẩm xịt thơm miệng và sáp vuốt tóc. Richman, bí mật của sự lôi cuốn. Cái này xa. Cái này thì sẽ đẩy xe giò lên 12 giờ, thấy nhà đối thủ có vẻ rất là xa và đang mong muốn 98 dân sang cái bên kia truy mệnh. Nhà sẽ xa như thế này thì một mình thủ hai nhà thoải mái. Nhưng mà giờ ông nào dâng A lên thì... Đây là BS. À không, dâng A lên thì người đồng đội đi cùng cái ông dâng A đấy cũng sẽ lâu đến nhà chim sẻ. Anh có thể khóa luôn cái BA của Bì Dâng kia. Cơ cấu thêm một chiếc nhà BS thứ hai ở đây. Và như vậy là hai anh em ăn chung màu quả này với nhau nữa. Mỗi anh em thiếu tí, ok. Rồi, chúng ta bắt đầu đi dâng với Mệnh đây rồi. Cả sẻ và cả... Xin lỗi là cả 98 và Mệnh ăn chung một màu quả. Trong đó sẻ còn thừa một màu quả nữa đâu đó. 24 dân đến từ màu 6 nhãn tử. Đang bị đơ. Đó, vâng, giao giao đi, không sao, đánh được, đánh được, đánh được, đánh được, thoải mái đây. Vâng, đây là BB. Giao giao là người đi anh em ơi. Đây, trong này có một quả này, làm khoanh ruộng này. Vâng, như vậy, Mệnh hình như cũng bị đi con deck anh em ạ. Mệnh đang hiện đi con deck hết rồi. Khả năng phải đánh lại anh em ạ. Map đang đẹp, cày thế. Chúng ta sẽ đến với trận đánh lại ngay sau đây anh em ơi. Tỷ số vẫn là một đều. Bài 3 quả phụ. Bài vòng 6 còn có một quả gọi là... Hay từ... Ui dồi, ông này quả... Ui dồi, màu 4 này xét lọc. Ui trời ơi. Ừ, quả đầu đây. Kinh nhờ. Xét lọc đánh bài tàu này các bạn. 6 đi dâng A, ui dồi vòi. Ờ, bài của bạn cũng đẹp anh em ơi, nhưng mà bị đi con đếch hết rồi. Chúng ta sẽ để với trận đánh lại anh em nhá. Không, bài bên kia còn mắc binh hơn anh em ạ. Bài mình đã đẹp, bài bên kia còn đẹp hơn đấy. Và chờ đợi với trận đánh lại ngay sau đây anh em ơi. Vẫn là một đều thôi. Không biết. Và đây là màu 1 trong tay của game thủ truy mệnh. Một thế bài đầu cánh. Và chúng ta có màn máy của game thủ U98 với một thế bài ở trong cánh màu 6. Với một mỏ quả đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây tới từ game thủ Vitamin Hải Phòng U98 thôi.
Và cuối cùng là chim sẻ này ám với một bài đấu đức cầm màu 8 ở đầu cánh với quả đầu đang có 7 cây. Quả đầu 7 đến với thủ chim sẻ. Đâu? Và như vậy đây là màn máy của thủ chim mệnh, quả rất nhiều cây. Hai con voi luôn. Ở đồng đây thôi. Nhiều nấm. Thành ra là đánh bài tàu được ý nhỉ. Sẽ long trận trước đánh bài tàu các bạn. Khét thế. AC đánh bài tàu luôn. Ba quả phụ đi sẽ long. Ờ làm vòng đi dò thôi. Vâng đang lùa mấy con hiêu về tới 98. Bầy hiêu đang xin lỗi đến từ 98. Bầy hiêu 6 con. Một thế bài trong cánh. Và đang có xe dò tìm đoàn anh em ơi. Rồi chúng ta có màn máy của game thủ chim sẻ với bầy hiêu đưa về. Có quả phụ đây rồi. Rồi lùa mấy con hiêu này về thôi. Chào bạn Nguyễn Hồng Thao nha, chào tất cả các bạn xem. Ở trận trước thì bài chúng ta cũng khá là đẹp nhưng bị đi con nick, nhưng mà sau khi quýt ra mới thấy là bài của bạn còn mắc bình hơn. Bài mắc của mắc của mắc. Đây bầy hiêu là đưa về đưa chim sẻ nhưng lỗi mất một con rồi. Tình huống phi hiêu lỗi và bầy hiêu sẽ chỉ còn là 5 con ở trong tình huống này. Một bầy hiêu một mỏ quả và đang có những cái rừng. Thế bài mà khả năng sẽ có người dâng ao chim sẻ này áng. Nhìn qua thì các bạn có thể thấy là game thủ U98 một thế bài đến đất bán sa mạc khá là xấu ở trong cánh rồi. Còn bệnh ở cánh bên kia thì đã nhận được thông tin là sẽ dâng A đúng cánh. Cái này mình nghĩ sẽ có người đi cùng với game thủ chim sẻ. Mẫu 7 đầu cánh bên kia đó là game thủ xe long. Xe long đầu cánh truy mệnh. Còn hiểu đưa về. Tưởng vào mẫu 7. Khỏe à? Vâng, nhưng mà nó không phải mẫu 7. Khỏe nha. Rừng dừa. Hai hiêu hai quả một voi. Đồ ăn về cơ bản là đủ nhưng mà rừng đang hơi sâu. Đây sẽ ép đầu. Có một cái hõm ở đây để có thể đóng ép đầu. Không. Có thêm voi. Bài sẻ cũng xấu lắm, nhìn cũng kiểu rách lắm anh em ạ. Thêm hai voi nữa đây rồi. Mọi người chơi nhà. Vậy không đánh được ở nhà rồi. Và con voi được đưa về đây rồi. Bạn này sẽ có hai rừng dừa thôi. Hai rừng dừa nhìn toang này, nhìn rộng thế. Và đến với trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Nhà chợ Richman chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có những chương trình ưu đãi cực khủng tới từ nhà chợ Richman. Khi anh em mua hàng qua giỏ hàng tiếp shop của chim sẻ nắng sẽ giảm trực tiếp 50% trên giá bán. Ngoài ra tặng thêm voucher 20k cho đơn 300k, 35k cho đơn 350k, 40k cho đơn 450k và 60k cho đơn 450k nữa. Anh em nào muốn sở hữu những sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ đáng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Richman, thương hiệu Việt vì người Việt, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện dành cho nam giới như sữa rửa mặt Rich Coconut Fresh, loại bỏ dầu nhờn, tế bào chết, làm thoáng lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm, sữa tắm gội 3-trong-1 Rich Legend, tắm, gội, rửa mặt, làm sạch, loại bỏ bụi bẩn trên da và tóc, dung dịch vệ sinh Rich Ultimate, chiết xuất lá trong không và hoa cúc la mã, giúp kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, ngăn ngừa viêm nhiễm. Ngoài ra, Richman tiếp tục ra mắt hai dòng sản phẩm xịt thơm miệng và sáp vuốt tóc. Richman, bí mật của sự lôi cuốn. Ok, cùng quay trở lại với trận đấu này. Tránh Đào Văn Hiến nha, bên kia đều đánh 27 dân và Mệnh sẽ người dâng ăn đúng cánh 98 đi cùng Mệnh. Còn cánh bên này thì sẽ đánh kiểu tự đỡ anh em ạ. Và như vậy là màu 2 dâng A và nhà truy Mệnh đó là Tiễn Như Vũ. Con voi thứ 3 được sẽ đưa về. Giải quyết được con voi này. Đây là Mệnh. 98 là bài đấu đi dâng đây này. 4 này. Mẫu 4 đó chính là nhãn tử trong cánh. Khả năng mẫu 2 ở đầu cánh mệnh luôn đấy. BA và đây sẽ là BM. Dành cho những thủ VTM này phòng 98 bài kích sớm. Mệnh có lên đời sớm hơn cơ. Mệnh đánh 2-3 dân nâng cấp chặt gỗ luôn. Ôi lắm quả này. Còn 2 cây bên ngoài này nữa. Và như vậy là màu 2 ở đâu? Và màu 2 trong cánh. Màu 2 trong cánh hay đầu cánh sẻ?
Đưa ra máu hai có trong cánh sẻ không nhở? Hay là ở đầu cánh sẻ luôn? Rồi, 98 sẽ bắn cả 2 cả 4 luôn rồi. Ôi, xem mệnh cho mệnh lên sớm nhất anh em ơi. Tránh miền đất hứa, tránh cường mừng nha, chào tất cả em đang xem nha. Mệnh đang cho một dân, 4-3 giờ, 4 đầu cái. Đấy, 7 đầu cánh sẻ, xe 5 đầu cánh sẻ rồi. Sẻ solo với xe 5. Bài đấu đánh 23 dân từ thủ vitamin hành phòng truy mệnh vào đây, nhà BA của người cầm bầu 4. Đang có tình huống chốt eo ở đây đã. 4A nào. Đứng bánh xe. Sóng 1-2 dân. Chốt E vào BA của người cầm bầu 4 luôn. Nhốt một nhà BA đội bạn lại. Đây. Và thế này thì bạn có thể về E bên trong. Đóng gần nhà chính nó được đập. Vâng, 25/28 là thăm lại tại dành cho bài đấu này. Xem vậy bắn nhà của người cầm bầu 4 anh em nhá. Trấn Vũ Tiến Dũng nha, chào tất cả đang xem. Không giao lưu random bởi vì bên Trung Quốc họ không đánh được random anh em ạ. Và đang cố gắng đập E của cái thủ Vitamin Hàng Phòng Truy Mệnh và Thunder đầu tiên. Mệnh đã có bắt đầu đẩy vào nhà mô 4 đây rồi. Họ 2 dâng vào nhà của game thủ Truy Mệnh. Bắn rồi, đây dân mô 4. Làm tạm 2 dân. Thêm 1 dân nữa, đội bạn bắt đầu ôm dân bỏ chạy này. Đây nhà chính nha. Hôm nay đánh kiểu ăn hoang xong quân à, có Thunder đầu tiên đến từ cặp mô 4 rồi. Tham lai mệnh đây, số là 33. Ở nhà đang bị bắn đi à. Chạy đi thôi. Vòng 2 đã bắt đầu bắn vào nhà game thủ Truy Mệnh rồi. Chúng ta có màn máy của game thủ Vitamin Hải Phòng 98 đang bắn màu 2. Màu 2 là người đi dâng và đang bị 98 bắn luôn. Và sau tuần này 98 bắn màu 2 sẽ lật xuống 6 giờ để đi cùng với chim sẻ công vào nhà xe lọc. Đây là màu 2 game thủ Tiễn Như Vũ người dâng A. Tránh Hiếu Ngọc nhá. Tham lai là 38 đến từ game thủ 98 và đây là dân của cặp màu 2. Nốt tơ này xuống dưới kia đi cùng sẻ. Sẻ đang đấu quân với xe lọc với tham lai là 45/52. Đang có những tình huống điều rờ cùng với xe long. Và xe long nó bắt đầu tràn lên trước cửa nhà BA. Chim sẻ nắng đây rồi. Rồi 98 sẽ vào nhà mô 7 thôi. Đấu đây. Bắn luôn. Tham lai là 47 dành cho game thủ chim sẻ. Đang đối đầu với game thủ xe long. Vẫn đang điều rờ liên tục giữa sẻ và long ở trận tình huống này. Cung rờ cả hai bên đều đang nằm xuống loạn tiện phân thầy. Nhưng sẻ là người có lợi thế khi mà còn nhiều cung rờ ở đây hơn. Đây là máy của Vitamin Hải Phòng 98. Một tình huống mà sẽ bắn ở trước mặt, còn 98 bắn bên trong và xe long chắc chắn cháy. Đang kéo quân về trong đến từ xe long nhưng 98 đứng lại chơi luôn chứ đâu có ngán. Vâng, quân của 98 đâu có ít đâu. Và màu 2 đang có một tơn vào quản 98 một tơn và xe long bắt đầu ôm dân bỏ chạy. Nhà xe long cũng cực kỳ xấu mà map đấu và tất cả nhà đều xấu thôi. Map xấu hết rồi, sẽ đang chưa mất gì. Đây, đang đưa bắn đây. Rồi, góc chết là 7 đấy, 7 đấy. Không có tên 7E đến từ cả chim sẻ cũng như là 98 vào. Đây rồi, sẻ mới là người 7E trong tình huống này. Mình đang rất chờ những tình huống 7E của chim sẻ. Ăn được khá nhiều dân của game thủ xe long ở trong tình huống vừa rồi. Nhưng hãy chú ý màu 2 đang dồn dân 98 và chuẩn bị di chuyển về phía nhà chim sẻ nha. Mấy con đấy. Đen lấy lại gỗ và ăn dân đối phương rồi. Xe long đã bay nhà. Cái bên kia, màn máy truy mệnh. Mệnh tham lại 33. Đang bị màu 4 đuổi cung rửa bên trong nhà. Màu 2 đã quản nhà truy mệnh và bỏ nhà truy mệnh sang quản 98 rồi. Bây giờ thì 98 sẽ quản màu 7 và quay lại quản lại màu 2. Màu 7 đang chạy dân ra giữa bản đồ. Đó là cái vụ xe long. Màu 4 đang đứng thủ nhà. Đây là 98. 98 bên này tham lai là 4x. Một bài đấu dâng A tham lai rất to đến từ cái thủ Vitamin Hải Phòng 98. Và bây giờ phải quản màu 20 tơn và quản màu 7 giữa map đi. Nó chạy hết ra giữa map rồi. Chắc là cả hai cũng ra giữa map luôn. Đấy. Và đây là xe. Sẻ đang ăn hoan thêm một quả nữa với tham lai gần 60 của mình và đang có cung rờ trong nhà. Đó là hai cung rờ tới xe long rồi, không quá đông. Và đây là 98. Đây là 98 vừa nhìn thấy một tân dân đang hồi ở gần nhà mình tới từ xe long và đã bị tóm. Màu 2 cũng đang chạy dân lên 12 giờ luôn. Như vậy là cả màu 2 và cả xe long đều đang di chuyển dân lên 12 giờ để hồi và đều đã bị 98 nhìn thấy và phát hiện ra. Đây là những nông dân tới từ người cầm màu 2. Trời, chết dân rồi nhỉ? Ảo thế. Rồi, đây là những nông dân bên phía đối bạn. Mệnh sao rồi? Mệnh bên này tham lai 31. Đang cố gắng để cân lại đánh yếu màu 4 bên phía đối bạn. Nhưng màu 4 sẽ không thể nào khỏe bằng sẻ được. Tham lai 3x. Và màu 2 đang quay trở lại tìm truy mệnh.
Vẫn có cung R chạy bên trong nhà cơ 4 để có thể móc máy dần đối phương. Tham lai bài 1 tới từ bài 11 này. 98 đang có tham lai 50 cơ. Tham to lắm. Đang ra ruộng nhà quản 12 giờ nào. Đấy cùng xem 98 quản tân 12 giờ này với dân màu 2 và dân màu 7 bên phía đối bạn. Đang kéo thêm quân lên để quản dân của Sen Long cũng như là Tiễn Như Vũ. Một người đánh chắc nhà bay nhà, một người đi dâng A bên phía đối phương. Và chạy về gần nhà chim sẻ xem có dân của ai đó ở đấy không. Toàn cánh rừng này liệu có gì? Đâu hết rồi. Vâng, chưa thấy dân đội bạn đâu cả. Đối phương đang né dân cực kỳ khéo. Tham lai của game thủ 98 đang số là 56. Và màu 4 vẫn đang có một tham lai to ở đầu cánh truy bậy khi mà đã ăn được trung dân đội bạn thểm đầu thôi. Vâng, không thấy dân màu 2 với cả màu 7 đâu nhỉ. Chạy về gần nhà mệnh thế nào. Và như vậy là mệnh đã nhìn thấy màu 7. Đây rồi. Hai đây này, hai ngay cạnh nhà 98 này, cánh rừng dừa này. Vâng, đây là 98. 98 tham lai là 5x, đang bắn quân màu 2 bên phía nhà truy bậy. Đội bạn hồi ngay cánh rừng dừa bên phía nhà của game thủ của team nhà phòng 98 thôi. Đây là bắn quân màu 2 lên 98 đây rồi. Vẫn đang có quân kê dân của mình đến từ 98 và sẻ bên này tham lai 83 cơ. Tham lai rất to. Bây giờ đội bạn không có quân đi đánh chim sẻ và sẻ đã đốt ảo Sen Long luôn. Để tránh những tình huống mà Sen Long hồi lại nở một vài cung đờ ra móc máy nhà chúng ta. Một thế trận mà đang ổn dành cho bộ ba của chúng ta trong trận đấu này. Đây là cung đờ Sen Long và dân của bệnh chạy ra bên này cũng đang bị Sen Long bắn nữa. Vâng, quyết rồi và tỷ số là 2-1 dành cho bộ ba chim sẻ đáng truy bệnh và game thủ Vitamin Hải Phòng U98. Một trận đấu mà cả 98 và mệnh dương à đã làm xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chim sẻ đáng thì vẫn có thể kết hợp cùng 98 và hạ gục được người cầm màu 7 đầu cánh game thủ Sen Long. Vẫn nâng tỷ số lên 2-1 trong kèo đấu ngày hôm nay. Chúng ta cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo. Sau đây anh em ơi, trận thi đấu thứ 3, xin lỗi, trận thi đấu thứ 4 trong kèo đấu này. 2-1 dành cho cộng đồng A Việt Nam. Siêu! Được anh, sợ em vào đây anh mời em uống bia thì anh ra đây em lại không mời anh uống bia được à? Nhầm. Và đây là màu 1 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Sẽ đổi sang màu 1 đầu cánh rồi. Đã thắng 2-1 ở trong kèo AC rồi anh em ơi. Cảm tâm rồi cũng nhanh rồi à? Em chưa đi bao giờ nên em chưa biết anh em ạ. Nói chung là tùy phân công của công ty thôi. Vừa rồi thì thấy có ông em nhắn tin bảo chủ nhật đi đi Thanh Hóa ở đây. Thế chắc chủ nhật mình đi. Thành Vũ trọng úy nhá. Tùy sắp xếp đi được mà không đi được. Có điều là tôi thích ở nhà hơn. Hả? Cái gì? Vâng, bầy hiệu đã có dành cho game thủ chim sẻ rồi. Cái này lớn tuổi rồi, không khoái đi xa lắm. À, mầm đi dò với một cánh rừng thông. Và có một mỏ đầu 6 cây à? 7 cây. Đang đi dò tìm đồ ăn, một bầy hiệu sắp mèo đồ đây rồi. Cái gì? Rồi, làm mầm đi dò và có voi tới chim sẻ đây rồi. Một đôi voi, một bầy hiệu. Bầy hiệu thì chúng ta hoàn toàn có thể đóng hết nhân đôi ăn cả hiệu cả gỗ được. Bởi vì chúng ta có đồ lùa về là mấy con voi này rồi. Lát nữa nếu mà có tay chúng ta có thể xử lý bầy hiệu ra khỏi cái rừng và đưa nó về. Đây sẽ là con voi đầu tiên tới game thủ chim sẻ. Hải thích kiểu nhà như nhiều tiền cơ, em nói thật với anh, ai chả thích như thế. Vấn đề là công việc của mình nó không cho như thế thì phải chấp nhận thôi. Mỗi người mỗi việc. Mới hoàn thành một hệ thống xã hội được đúng không ạ? Làm sao về cơ bản thì ai cũng sẽ thích là nhàn và lại nhiều tiền. Có ai từ chối đâu. Một bài đấu đã có được hai voi dành cho game thủ chim sẻ và đang làm vòng đi dò mệnh thông tin báo về sẽ là bài đấu đi dâng A. Xin địa chỉ chủ nhật à? Em chưa có địa chỉ cụ thể anh ơi. Cẩm Thủy thôi, em chỉ đơn giản biết là ở Cẩm Thủy thôi mà không biết là chỗ nào ở Cẩm Thủy anh em ạ. Cẩm Thủy Thanh Hóa thì nói với anh em mấy hôm nay chắc em biết rồi. Điều quan trọng là chỗ nào ở Cẩm Thủy thì chắc là mai mình sẽ hỏi lại bên phòng kinh doanh xem tình hình như thế nào. Rồi đưa con voi này về. À, anh em hãy nhớ là chủ nhật tuần này chúng ta có một giải doanh nghiệp nữa anh em nhé. Giải doanh nghiệp sẽ diễn ra. Bộ 4.2 dân nhãn tử đang chặt gỗ để có thể cơ cấu chiếc BM 98. Nó chết một dân giống em à. Khai à. Thấy bộ 4.2 dân thì nào báo luôn. Nó chết dân giống em nhá. Đây là máy của cái thủ Vitamin Hải Phòng 98. Một voi đưa về. Lý do chết dân là gì? Dân đỏ máu rất nhiều và đang đi lòng vòng. Và đây sẽ ép đầu để lùa thêm một vài con hiêu về nữa thì 98.
Một bài ở đầu cánh cho em đang đẩy giò ở đây rồi. Mỏ vàng này sẽ ra một nhà phía đối bạn. Không phải là dạo này đánh muộn mà đơn giản là trước kèo này thì chúng ta có một kèo nữa mà Mệnh đang kết hợp cùng với anh Huy để thi đấu. Sau khi mà thi đấu xong kèo đó thì chúng ta mới xúc kèo 33 này 4 nhá. Một đồng này nhãn tử, bản thân đây rồi. Hai anh em đồng môn, mỗi người trên dân. Chiến đán mới gặp đôi sư tử trên dân. Ê! Chết chưa? Chưa, con hiểu chưa chết. Và như vậy Mệnh lại đánh ở nhà. Có 4 đầu cánh 98 đây rồi. Cơ cấu trên nhà BS để có thể ăn cả hiêu cả gỗ từ 98. Bài xấu nhá. Bài làm xấu đấy. Vâng, và đến với trận đấu này chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ai Việt Nam. Nhà chợ Richman chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có những chương trình ưu đãi cực khủng tới từ nhà chợ Richman. Khi anh em mua hàng qua giỏ hàng tiêu shop của Chim Sẻ Nắng sẽ giảm trực tiếp 50% trên giá bán, ngoài ra tặng thêm voucher 20k cho đơn 300k, 35k cho đơn 350k, 40k cho đơn 450k và 60k cho đơn 450k nữa. Anh em nào đang muốn sử dụng những sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần comment. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Richman, thương hiệu Việt vì người Việt, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện dành cho nam giới như sữa rửa mặt Rich Coconut Fresh, loại bỏ dầu nhờn, tế bào chết, làm thoáng lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm. Sữa tắm gội 3-trong-1 Rich Legend, tắm, gội, rửa mặt, làm sạch, loại bỏ bụi bẩn trên da và tóc. Dung dịch vệ sinh Rich Ultimate, chiết xuất lá trầu không và hoa cúc La Mã, giúp kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, ngăn ngừa viêm nhiễm. Ngoài ra, Richman tiếp tục ra mắt hai dòng sản phẩm xịt thơm miệng và sáp vuốt tóc. Richman, bí mật của sự lôi cuốn. Rồi, cũng quay trở lại với trận đấu này, 26 dân đến từ Mệnh và sẽ đẩy quân cùng 98. Đây là máy chim sẻ đầu cánh, BB thiết kế 27 dân 2S ở cánh rừng này rồi. Thêm một bầy hươu bên ngoài nữa. Đang đẩy xe giò đầu cánh đây rồi. Ui, dân lắc nhiều đấy, lên đời xong BB chưa đóng xong. Đây xe nhà BM. Và đây xe BA đang đợi gỗ. Sao dạo này vẫn không thể thông báo live, dạo này Facebook nó bị lỗi anh ạ. Cày thật, cộng 2 dân. Chắc chắn rồi. Lửa gỗ dồn lên chậm, cộng 2 dân bài kích 11. Vâng, xin lỗi các bạn, 10-5-9 nha. 10-5-9 với 29 dân. Rất nhiều dân. 3 BS ăn gỗ, vẫn còn một con hiêu nữa, có tận dụng nốt thì tận dụng và ra ruộng đi thôi. Đến giờ rồi. Không biết là có anh em nào ở gần Cẩm Thủy Thanh Hóa không ạ? Chủ nhật này anh em giao lưu tí nhở. Anh em ơi, chủ nhật này Chim Sẻ Nắng Studio có một buổi giao lưu tại Cẩm Thủy Thanh Hóa và rất mong được giao lưu cùng anh em tại Cẩm Thủy đây. Hôm đó thì Hải Mario cũng sẽ đi cùng luôn. Và Tiến Vũ là bài gió 10% khả năng đi dâng. Bộ 4 thì không lên đời, 98 chơi bộ 4 rồi. Và như vậy là 98 báo về là bộ 4 này kích 12. Bộ 8 đầu cánh đó là Xe Long. Có hai chắc dân Xe Long rồi. Cái gì? Sẵn rượu ngon với gái đẹp rồi à? Ơi giời ơi, anh em làm này chết dở. À em phải nhắn tin cho ông anh ở 36 đây. Anh Lâm đâu nhỉ? Anh Giai ơi. Chủ nhật em về, chủ nhật em về Thanh Hóa này. Anh Giai giao lưu tí nhỉ? Rồi đang cơ cấu ra ruộng rồi. Em ở Ngọc Lặc à? Thực ra thì mình không biết luôn anh em ạ. Về Cẩm Thủy thì nhớ ra gì? Nhớ ra suối Cá Thần mà tham quan nhé Hải á. Uầy, có cả suối Cá Thần đấy. Và bộ 4 thông tin bảo vệ chưa lên đời, bài kích 12 lên muộn lắm anh em thoải mái đi. Sẻ đầu cánh đối đầu với Xe Long rồi. Có cả suối Cá các bạn. Suối Cá Thần cơ á. Uầy, em chưa biết bao giờ luôn. Thôi em lấy về Cẩm Thủy hy vọng được anh em dẫn đi. 33/44 là tham lại hiện tại dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng ở trong trận đấu này. Cơ cấu ra vài chiếc ruộng nữa đây rồi. Và máu 2 dâng sẻ, máu 8 đến kìa. Và đây là cung đường của game thủ Xe Long đang hit and run với những đơn vị quân của game thủ Chim Sẻ Nắng. Và sẻ là người nằm số 1 cung đường 1 đều. Điều quân nào, có khá nhiều cung đường đỏ máu đến từ game thủ Chim Sẻ, 2-1 đến Xe Long. Và sẻ thua từ đống quân này, máu 2 đang đống quân với truy Mệnh ở bên trong nhà Chim Sẻ luôn. Sẻ đang phải lùi lại tới cung đầu của mình. Xe Long đang đứng ốp nhà BA của game thủ Chim Sẻ Nắng. Không, em chưa nghe cái suối Cá Thần đấy bao giờ anh ạ. Đấy, cũng
chưa đi bao giờ thì chưa biết, hy vọng là chủ thể được biết. Chúng ta phải tập trung vào trận đấu này đã anh em ơi. Đá Bắc dân ra để quật cung đường của Sen Long thì chim sẻ cũng không đỡ được nhà. Bệnh cũng đang thủ nhà, chim sẻ đang ở đây rồi và bắn đi Bệnh ơi, bắn. Đấy rồi. Có Bệnh ra đây rồi và pha 7E đến từ cái thủ chim sẻ. Góc trong nhà của chim sẻ đang là kín rồi, đuổi đi. Đây hai vào nhà đây. Ấy. Có hai vào nhà đau thế. Hai lao vào nhà chim sẻ đang tơn khá là đau luôn. Và đây rồi, Bệnh bắn cả bóng hai kìa. Tơn ở nhà chính sẻ kìa. Bệnh. Rồi. Đại ca 18 sẽ chạy trên này xuống. Ok. Đang hơi lủng nhà đây game thủ chim sẻ khi bị cả Sen Long và cả game thủ Tiến Đức Vũ vào bàn. Một thế trận mà Sen Long cũng đang rất khỏe khi mà Vũ là người đi ra ngà và Sen Long là người ở đầu cánh chim sẻ. Rất căng, 98 phải nhanh chóng bắn bầu 4 và đi vào quản bầu 2 nữa. Tham lai là 32 dành cho game thủ chim sẻ thôi và bay nhà đấy. Thế này thế bay nhà. Và chúng ta sẽ đưa về thế mà Bệnh cần với Sen Long. Đây là một nói của game thủ Vitamin Hải Phòng 98. 98 tham lai là 46, màu 4 thì là bài đấu không lên đời. Bây giờ bắt đầu có cung R rồi. Nhưng mà nói chung là màu 4 thì tịt luôn với 98 rồi. Đi tìm màu 2 đi, tìm màu 2 đi. 98 đã tìm màu 2 nhưng mà chưa thấy màu 2 đâu cả. Tham lai là số là 47 dành cho em. Vẫn chưa thấy màu 2. Bên anh màu 2 đang trốn ở đâu rồi. 98 có phải gom cung lại với nhau để bắt màu 4 trong tình huống này. Tham lai là 47 dành cho anh thủ khi tìm lại phòng 98. Đang tụ quân. Vậy, không cần vậy, bắt luôn. Gặp 2 kìa. Giờ Nga vẽ ruộng ở nhà, bốn láo. Và tham lai là 47, đây là Bệnh. Bệnh đang bị máu 2 công vào trong nhà của mình ở những tình huống này. Máu 2 đang bị quản rồi, nhưng mà lượng quân đội bạn tích được là rất đông. Và tôi sợ đội bạn sẽ lưu thẳng vào nhà của Bệnh ở những tình huống này. Và đúng là như vậy. Máu 2 bắt đầu đến nhà, cái thủ vi tìm lại phòng truy Bệnh đây rồi. Và mình nghĩ là sẽ lòng sẽ ngay phía sau. 52 trên 72 là tham lai tại dành cho game thủ truy Bệnh. Có giật lên trên dốc sau VA không? Và chứ đứng ở đây thì sợ không đấu được máu 2. Đám 7E để có thể cản đường quân của đội bạn và game thủ Sen Long cũng sẽ xuống. 53 đó là tham lai hiện tại dành cho game thủ Vitamin Hải Phòng truy Bệnh và máu 2 tên này mất quân nhưng máu 8 đến rồi. Số vào 8 đi cho nó mất tay đi để Bệnh đỡ nhà. Tham lai của Bệnh đang số là 54 và đội bạn đang ốp vào nhà BA của game thủ Vitamin Hải Phòng truy Bệnh. Đội bạn đang lọt vào trong nhà Bệnh tên này với những con cung R của Sen Long. Bệnh đang cố gắng sàn quân để đỡ màu 8, Sen Long rất đông quân. Dần Hiêu chạy đi kìa. Hiêu đang bị máu 2 bắn. 54 đó là tham lai hiện tại, những nguyên thủ chú Bệnh đang dần bên trong để đỡ trước Sen Long. Thế trận như này vẫn khá căng như chúng ta khi mà đồng đội không biết có tạt được vào nhà Sen Long hay không. Sen Long đang thực sự khỏe trong trận đấu này các bạn ạ, khỏe quá. Đây là 98. 98 bên này tham lai 54 mà tham lai cũng khá là to. Và đang cố gắng để tạt sang cánh bên kia. Màu 4 vẫn có một vài đơn vị cung đờ đi châm cứu nhà 98. Vũ Dương Hà khét quá. Tham lai là 53, đây là dân ân hoàng với thủ tiên như Vũ. Quan trọng là 98 cần phải bắn màu 4 ở tình huống này nữa và vẫn chưa tạt được Sen Long. Chưa tạt Sen Long này khoai. Sen Long khỏe nguyên. Lần này sang nó đầy cung nhà rồi. Và Bệnh nhưng bảo vệ vẫn sẽ đỡ được nhà, đây là mấy thủ chứ Bệnh. Bệnh tham lai là 55. Nhưng mà đỡ xong tuần này thì... Rồi, nó đi tắt tay lên đây rồi. Tham lai 52. Và nói của chim sẻ với tham lai 20. Thế này khoai quá. 98 tham lai là 51. Một pha tạt sang tạt vào trong cánh quả màu 2 mất rất nhiều thời gian khi không tìm thấy màu 2. Và cái quãng đường lên nhà của Sen Long tới từ 98 thì đã đủ để cho đội bạn có quân đỡ nhà. Tham lai 43. Tầm này Sen Long bỏ nhà thì bắn Bệnh, bên mình vẫn thua. Nó chạy một giờ tơn thôi. Nó đang chờ quân ở ta. 45 đó là tham lai tại 98. Màu 2 đang ăn hoa trên này. Đây là Bệnh. Bệnh tham lai 54. Sen Long bắt đầu giật quân ra sau khi bắn bay những cơ sở của chị Bệnh. Rất khó chịu. Thế bài mà đội bạn đang có một người dâng A đi cùng với Sen Long đầu cánh khỏe như vâm. Đây là Sẻ. Sẻ bên này tham lai 26. 8 nó quay lại bắn Sẻ kìa, chạy đi. Sen Long đang quay lại bắn nhà với thủ chim sẻ đáng rồi, đen cả BS để chạy dân nữa, bị 7E rồi. Và đây là cung R của Sen Long, sẻ đang 7E để không, Sen Long chạy ra ngoài, Bệnh đang ở sau để bắn vào, không được, nó đông hơn Bệnh. Vâng, như vậy là cố gắng bắt tên này. Tham lai 60 nhờ với thủ chim Bệnh trong trận đấu này, 98 tham lai là 27. Đã mất tham, sao lại tụ tham sâu thế này. Thằng nào bắn em đây. Và 4 ở lại, 98 bị bắn gãy thế này nữa.
42 kích này vẫn bắn được 98 cây ghê. Tham lai 25 rồi. Và sẻ tham lai 28. Khả năng chúng ta sẽ có trận đấu bản lề trong kèo đấu này anh em ơi. Thế trận thua sâu quá. Anh em đang cố gắng níu kéo lại trận đấu này nhưng về cơ bản theo suy nghĩ cá nhân mình là no hope. Trên này là nhà 18 rồi. Sẻ đang chạy vào trong nhà của game thủ Sen Long. Rồi, đến trận mới. Sen Long khỏe quá. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 5 ngay sau đây anh em ơi. Hai đều. Đà khoái. Rồi, chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây anh em ơi. Tỷ số là hai đều trong kèo đấu này rồi. Chỉ đám không bắn được thằng 4 gãy à? Chờ đợi trận tiếp theo sau đây rồi. Rồi, đây rồi. Như vậy là màu 1 trong tay của chủ chim sẻ. Tiếp tục đẩy ra đầu cánh, gỗ đầu rất gần nên đất xanh mượt dành cho chủ chim sẻ. Lớn ngớ bình luận viên đánh thay 98 à? Nhầm. Em đánh thay được 98 thì làm vòng đi dò. Những bước đi dò đầu tiên đến từ game thủ chim sẻ với mỏ của đầu đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây, một bầy hiêu. Với bài AC đầu cánh này. Quả đầu 6 bầy hiêu đầu dành cho game thủ chim sẻ. BG thiết kế luôn. Một lát nữa thì chim sẻ đang sẽ solo với Sen Long hoặc Tiễn Như Vũ thôi. Không biết anh nào anh ạ. Một trong hai anh đấy thôi. Bởi vì bên Trung Quốc chưa chốt. Chào anh Antonio Nam Ngô nhá. Đầu cánh bên này dâng chén, đầu cánh bên kia là đẹp nhất với bài đấu như sắp xếp như thế này. Ba cây gỗ 75 gần nhà. Bởi hiệu đã có 98 là một bài đấu đang có một cánh rừng thông đây rồi. Nhưng mà đi dò đầu tiên tới 98. Làm vòng đi dò. Sẻ dâng chéo à. Có voi thì thủ 98 đây rồi. Trong đó thì sẻ đang lùa mấy con hiêu về. Một bầy hiêu đang có được khoảng 6-7 con gì đó. Vậy thì sẽ là bài đánh ở nhà. Phát triển và kê nhà ở anh vụ chim sẻ. Còn chim sẻ sẽ dâng chéo để đi cùng với 98. Đầu cái này chéo sang cái bên kia. Rất ghê. Bốn con hiêu được mệnh đưa về nhà chính cho mình. Và đang có những đi dò một thế bài khép góc 12 giờ. Nhưng chưa thấy rừng đúng không? Chưa có rừng dành cho bài vậy. Làm đầu nhưng chưa có rừng. Sẻ thì cũng đang có bầy hiêu to đưa về đây rồi. Đang cố gắng khai thác gỗ để nhanh chóng có được chip hết đầu. Bầy hiêu này đưa về thì nó lại vướng đúng vào mặt mà chúng ta đang khai thác gỗ. Bài sẻ không có cánh rừng nào nữa luôn. Vâng, cả hai bài ở cánh này đều đang không có rừng nha. Đây, những con hiêu là đưa về ở đây rồi. Có một cái rừng già tới cụ chim sẻ ở sát mép bản đồ đây rồi. Giữa hai nhà luôn. Em vòng nữa đi dò. Và lùa một con hiêu này về thôi. Anh em cho xin một like, nút chia sẻ video livestream ơi. Hello mọi người luôn anh em. Và từ một kèo đấu 3-3 và chúng ta đang có một tỷ số 2 đều rất cân bằng trong buổi tối ngày hôm nay. Kèo đấu chạm 4 và bây giờ là trận đấu bản lề. Và tính chất quyết định xem bên nào sẽ chạm một tay và chiến thắng. Đây sẽ đầu đến từ game thủ chim sẻ. Và bài cũng đã đủ đồ với đôi voi bầy hiêu mỏ quả đây rồi. Về cơ bản là ổn. Ad đầu thiết kế xong, chúng ta sẽ đưa nốt 4 con hiêu còn lại trong bầy hiêu đầu về và sẽ dâng chéo cho 98. Và đến với trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. Nhà chợ Richman chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có những chương trình ưu đãi cực khủng tới từ nhà chợ Richman. Khi anh em mua hàng qua giỏ hàng tiếp shop của chim sẻ nắng sẽ giảm trực tiếp 50% trên giá bán. Ngoài ra tặng thêm voucher 20k cho đơn 300k, 35k cho đơn 350k, 40k cho đơn 450k và 60k cho đơn 450k nữa. Anh em nào đã muốn sử dụng những sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Richman, thương hiệu Việt vì người Việt, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện dành cho nam giới như sữa rửa mặt Rich Coconut Fresh, loại bỏ dầu nhờn, tế bào chết, làm thoáng lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm. Sữa tắm gội 3-trong-1 Rich Legend, tắm, gội, rửa mặt, làm sạch, loại bỏ bụi bẩn trên da và tóc. Dung dịch vệ sinh Rich Ultimate, chiết xuất lá trầu không và hoa cúc la mã, giúp kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, ngăn ngừa viêm nhiễm. Ngoài ra, Richman tiếp tục ra mắt hai dòng sản phẩm xịt thơm miệng và sáp vuốt tóc. Richman, bí mật của sự lôi cuốn. Ok, cùng quay trở lại với trận đấu này. Như vậy là một bài đấu tổng đội viên 4 voi quả phụ hiêu đầu dành cho game thủ chim sẻ. Hải ơi mày tên là gì? Nhầm. Đây con voi thứ hai được đưa về. S2. Rồi còn hai con voi nữa đi dâng chưa? Bây giờ cắt dân đi rồi đúng không?
Đi thôi. Đứng chéo 98 và sau đó đưa nốt mấy con voi kia về. Dân ăn hiểu nhà hết rồi, ở gần hết. Chưa hết. Mày biết tội chưa Hải? Thấy bảo hôm qua anh còn xóa số của em thì kinh rồi. Qua em bảo em nhắn tin trong group bảo là vợ em không cho đi rồi, anh trai thông cảm với em nhé. Bây giờ vợ em gãy chân ở nhà thì làm sao em đi với anh em lúc đấy được. Tại vì kèo xong cũng muộn quá anh ạ. Qua kèo tận hơn 11 giờ mới xong nữa. Tối qua anh em ngồi có đến có 2 giờ sáng đã về rồi thì quá thấp. Mấy ngồi đến 2 giờ sáng đã xóa số Hải Mario rồi. Rồi anh xem lưu lại đi. Không khác em bù được chưa? Để BM, BA để thư thủ chim sẻ vài đấu đi dâng. Ôi, Sen Long lên sớm hơn cả sẻ trận đấu này. Anh Long em đời sớm hơn cả sẻ trận đấu này các bạn. Cộng một dân. Và đang chờ thực kinh đời. Như vậy là 10-32 đến từ thủ chim sẻ. Như vậy là Sen Long ở đầu cánh 98 luôn đấy. Rồi anh Điền đâu rồi? Không nói gì nữa anh Điền ơi. Nhớ đấy, đừng làm anh thất vọng lần nữa. Ok anh luôn. Thấy anh mã bắn xỉu là anh xóa số của em. Đây là voi tiếp theo đưa về. Bài tổng động viên là 4 voi. Và đây là 98 đang lẩm bẩm gì đấy. Và như vậy là BA của Sen Long. Sen Long đóng A sát nhà 998. Đây. Sau mông nhà 98 đã muốn bò nhưng mà không được. Đầu với bạn đóng trên dốc luôn. Chào chị Mốc nhá. Rồi đây là máy của sẻ. Sẻ Long sẽ lên sớm hơn 98 trận đấu này và sớm hơn cả sẻ luôn. À... FC à? Ok ok, như vậy là bạn FC. Chưa lên đời, nhảy dây rồi. Rồi nâng bánh xe. Như vậy là Sẻ Long ép lỗi ở trận đấu này các bạn ạ. Số mấy đây anh lưu hộ cho Hải à? Thôi, số đấy khoai, số em nguy hiểm lắm. Hải ơi, hôm nào về luộc quân anh em mình đi luộc nhỉ? Luộc quân ở đâu anh? Sẽ có quả luộc quân nhỉ? Anh em toàn dạo này toàn gạ Hải đi chơi thế này, chết dở. Để đi bóng 2 cũng đi dâng à. 11% thôi nhãn tử. Một lát nữa chúng ta mới biết được cái cục diện toàn cảnh của trận đấu. Trước mắt thì chúng ta sẽ theo dõi chim sẻ đang bắn đầu cánh. Tờ đầu tiên tất nhiên là 5 ma đều rồi. Và mệnh 5A, 98, 4A. Tơn 2. Ok. Ở được rồi. Lục quân à? Lục quân thì gần nhà em. Hai dâng ai vào nhà chim sẻ. Đó chính là nhãn tử. Và sẻ bắt đầu vào bắn mồ 4 đầu cánh Sen Long. Rồi nhà thì chạy thôi. Anh bắn em té. Chưa nghe thấy gì. Đây nhà Sen Long đây rồi. Chơi. Chưa thấy dân mới thấy e thôi. Đúng rồi, xong anh dừng giả ấy. Năm nay là 39. Đây là bảo gỗ của Sen Long mệnh đây rồi. Đây đang bắn bắn A đây rồi. Đang bắn A đây rồi. Vậy. Đúng rồi. Ra xây cái e ở đấy nữa đi không. 5A ra thủ nhà 98 tới từ cái thủ truy mệnh. Và Sen Long cũng đang khá đông quân ở đây. Quân 98 đâu rồi? 98 đang bắt ở mặt dưới nhá. Mình cứ bắn ở đấy đi. Ok ok, cứ đứng ở đấy đi. Tham đai là 32. Bắn đây, bắn đây, bắn đây. Đuổi, đuổi, đuổi theo về giữa bản đồ mọi người. Vẩy E này. Vẩy nữa đi. Ôi, nó chạy mất rồi. Tôi vẩy E hơi lỗi anh em ạ. Và đem lấy cái thủ chim sẻ. Sẻ đang bắn cả màu 4 và cả màu 2. Và bên kia sẽ còn một nhà chủ lực. Đó chính là game thủ Tiến Như Vũ màu 7. Hai màu mệnh đấy. Sẻ thao lai 4x. Đóng thêm E không. Đã bắt đầu đi tìm người cầm màu 2 bên phía bạn. Game thủ chim sẻ đang màu 4 đang chạy hết về phía nhà của game thủ Tiến Như Vũ rồi. Bên này thì sẻ thao lai 4x. Và mệnh đang bắt đầu bị ốp. Đây là dân Sen Long một tình huống đi lỗi. Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi anh Long ơi, ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi, ôi anh Long ơi. Vừa nhặt được gần trùng dân đội bạn và mệnh đang bị ba nhà ốp ở trong tình huống này. Đang quá vẻ để bắt quân của game thủ Tiến Vũ tới từ truy mệnh. 98 sẽ phải đưa quân về nhà của mệnh ngay, nhà BA kìa. Màu 6 đó. 98 đang về đây rồi, bên ngoài đây, bên ngoài đây, bên ngoài đây. Đây cả màu 2 đó là nhãn tử đang lao vào. Trong nhà, mệnh ở trong nhà, trong nhà.
một con, hai con, hai con quân của cái thủ xe lam luôn. Vậy sẽ vào bên trong thủ đã. Tham Lai đang ở số đó chính là 43 tới chú bảy. Trong đó thì sẽ bắt đầu đi bắn ra màu 7 khi màu 7 đi quân rồi. Lần này thì mình nghĩ là game thủ Tiễn Như Vũ cũng sẽ ối rồi ôi luôn. Và các bạn thấy sát thương của chim trận đắng khi đi dâng ngang một mình bắn ba nha. Quản sen long, quản màu 2 và bắn cả màu 7 bên phía đối bạn luôn. Tới từ game thủ chim trận đắng khi mà một bài đấu đi dâng ngang. Đây là cung R của game thủ Tiễn Như Vũ lên. Còn hai con voi nữa. Ốp thẳng nhà bè Tiễn Như Vũ luôn đến từ chim sẻ. Thì mà anh Vũ đã đi quân bên nhà chim bệnh và đã mất một tấn quân rất to bên đó. Và vẫn có quân quản xe lòng đến chim sẻ này áng. Đang bắn cả ba nhà luôn. Và tham lai 47 48 tới thủ chim sẻ màu 7 không thể nào đưa quân lên được nữa nha. Thậm chí còn bị chim sẻ đang ốp chết luôn tờ này cơ. Khi mà quân tiếp viện sẻ đang đến. Ôi, cũng nhìn chưa. Mệnh đã đỡ nhà xong. Tham lai là 51 trên 56 dành cho bài đấu này. Màu 8 Mệnh sẽ cố gắng thủ nhà. Trong đó thì Tiễn Như Vũ phải vừa tăng thêm một chiếc nhà bè an nữa. Nhưng mình nghĩ là lượng quân của Tiễn Như Vũ sẽ chưa kịp nở trong tình huống này. Và sẽ ốp chết màu 7 ở trong tuần này luôn á. Kinh vậy. Và đến thần kinh mà dâng ngà bắn gãy sen long quán màu 2. Xong thì lại ốp chết cả màu 7 nữa thế này thì khỏe quá. Tham lai là 50 tới từ cái thủ chim sẻ. Và đánh ra phải đánh như thế này từ đầu chứ nị. Rồi bắn thôi. Ok chết luôn. Tham lai là 46 trên 56 đến từ cái thủ chim sẻ. Và đội bạn phải vác dân ra để đỡ lại cái tình huống này. Nhưng màu 7 tôi nói thật với bạn luôn, bé như cung dĩ luôn. Giờ này bị bắn dãy đẩy lên. Mất rất nhiều quân đến từ Tiễn Như Vũ khi đối đầu với chim sẻ đáng. Một tình huống mà bị sẻ ốp A. Và đây là một khoanh ruộng chính của đội bạn. Là sẽ bắn vào ruộng đối phương và kéo quân về. Đó là lựa chọn của Tiễn Như Vũ. Tiễn Như Vũ đang bung nhà chính ra phát triển. Chỉ một vấn đề duy nhất dành cho sẻ đó là khoảng cách từ nhà bè đi dâng đến nhà của game thủ Tiễn Vũ nó xa quá thôi. Nó mà gần thì mình nghĩ là ông này cũng như một cước. Một cước thôi anh em ạ. Quân trên dốc, quân dưới dốc và vẫn 5 ma đều. 98 với Mệnh thì vẫn đang thủ nhà với nhau nhưng tôi không quan tâm. Tôi quan tâm đến cái mặt trận mà chim trận đang đấm chủ lực đội bạn. Đó chính là Tiễn Như Vũ. Và anh ấy sắp dãy nảy lên rồi các bạn ơi. Ruộng bị bắn cho. Ê, móng. Xin cái móng. Ê, không được. Có dân gõ rồi. Tham lai là 48 dành cho anh thủ chim sẻ và cứ 5 ma thọi vào đầu của anh Tiễn Như Vũ thế này thì anh ấy không chịu được. Vác cả dân ra để đập cung lửa chim trận đắng. Đó là hình ảnh của Tiễn Như Vũ. Đây là máy của Mệnh. Mệnh tham lai là 46 đang bắn màu 4. Trong khi đó thì game thủ bên Hải Phòng 98 tham lai 30 máu 2 nhà chính. Sắp mép ở đồ đấy. Tham lai 30 đến từ game thủ 98 thôi. Mệnh 98 đang cố gắng thủ nhà với nhau. Còn sẻ thì vẫn đang đấm game thủ Tiễn Như Vũ lại vừa tóm được tân dân của game thủ Sen Long ở 6 giờ này nữa. Bài dâng ngà bắn ba nhà đến từ cái thủ chim sẻ. Quá ghê. Tham lai vẫn đang số là 4x và Tiễn Như Vũ thậm chí còn chưa đứng quân để có thể đấu quân một cách trực tiếp với chim sẻ đáng. Và tham sẻ còn to cân hơn, thậm chí là to hơn truy mệnh và to hơn cả màu 7 bên phía đối bạn, chủ lực bên phía đối phương. Với cái bài đi dâng ngà này. Màu 2 đang xong quân đều, đang chạy về đâu hồi rồi. Nhà màu 2 không gì đâu. Cắm một con 6 giờ không sẻ. 6 giờ tối om kìa. Vâng, dân đoàn tham sẻ đã bị màu 7 phát hiện. Tham lai 4x. Do là màu 2 vẫn đang có áp lực rất lớn bên phía nhà đồng đội nên sẻ sẽ phải đi tìm màu 2 thêm một tơn nữa. 5 ma vẫn đang vắt đều. Vẫn đang có đồ ăn hoàng ở đây. Các bạn nhìn thấy cung lờ ra thì các bạn sẽ chạy mất dép rồi. BC luôn. Đây rồi, xuống đây đóng cái nhà chính. 6 giờ không có địch. Đây là máy của anh thủ VTM Hải Phòng 98. Sau một khoảng thời gian khá lâu thì 98 cũng đã có thể tự thủ và đốt được BA của xe 5 được rồi. Và tỷ số là 3-2 dành cho bộ bài chúng ta. Khỏe quá anh em ơi, hay thế nhờ. Và một bài đấu dâng à, bắn 3 nhà đến từ cái thủ chim sẻ đáng. Ốp cho 7, tí hoàng. Xuyết chút nữa thôi thì chim sẻ đáng có thể hạ luôn cả cái thủ Tiễn Vũ ở trong trận đấu này rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận chung kết sớm dành cho bộ bài đến từ cộng đồng bóng Trung Quốc ngay sau đây. 4-2 là một tỷ số đẹp đúng không ạ? Không biết là anh gì đá đấy, anh còn ở đây không nhờ? 4-2 được không anh ơi? Anh Giai đâu rồi? Chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. hỏi chứ. Đây là máu 8 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Liệu có 4-2 được không? Cảm ơn Kiên Nguyên đã gửi tặng chim sẻ nắng 50 sao nha. Nhầm. Những bất đi dò đầu tiên dành cho bài đấu này. Và đầu đang có đó chính là 7 cây dành cho game thủ chim sẻ anh em nhá. Ok anh Tất Lân nha, thank you anh.
Và một bỏ quả 7 dành cho game thủ chim sẻ trong trận thiếu này. Chúng ta có văn máy của game thủ Truy Mệnh. Mệnh đang có một bỏ quả 6 cây. Chuẩn bị triệu hồi anh Đức là sao? Đấy. Bấy yêu đang có được đánh cho game thủ Truy Mệnh sẽ được đưa về đây rồi. À, anh Đức đá, ok ok, anh em đang phải nhớ, anh Đức đá, không biết anh Dài đâu rồi, anh Dài ơi, vào cổ vũ trận này đi. Rồi, luôn mấy thiêu này về. Anh Đức đi ngủ rồi sao, anh Đức ơi. Vâng, hai voi dành cho Vitamin Hải Phòng U98, một bầy hiêu và có rừng thông ở trong trận đấu này. Bọn em đang rất nhớ anh Đức, không biết anh Đức đang ở đâu. Lùa với con hiêu này về. À nhầm, xin lỗi, với con voi. Đây pha câu hai voi lên 98. Một quả 7. Yêu đầu hai voi dừng đẹp. Một bài khép góc nhưng mà câu voi quay đầu rồi. Thêm vòng nữa đi dò, chúng ta có con máy của game thủ chim sẻ với bầy hiêu 3 con. Quả phụ luôn này. Bài thiếu 1 đô. Em đã bảo là anh Đức đá nghe cấn cấn rồi mà anh không tin. Rồi anh không thấy anh Đức đâu nữa. Đã vòng đi dò, như vậy là có thêm một bầy hiêu tên chim sẻ. Cảm ơn Hùng Phạm đã gửi lại chim sẻ 18 sao nhá. Bài đấu mà chúng ta đang có được đó chính là hai hiêu hai quả nếu có thể ép đời, nhưng mà nếu như được thì có thể tìm thêm voi đưa về thì là đẹp luôn. Hải ơi, sao đánh với Trung Quốc hay đánh chạm 4 bên bên phía đội bạn thích đánh chạm 4 thì mình chiều thôi anh em. Quả phụ 6 cây rồi này. Đúng rồi, cái quần tôi đâu ơi. Đan Phượng anh ơi. Hôm nọ về Đan Phượng ăn cỗ mà đi xe máy ui. Chạy từ một mạch từ Hà Đông sang Nhộn đi xuống. Không biết đi đường vòng ra sau bên Hiệp. Hôm nọ vừa đến cưới dưới Hiệp, không biết ở đây có anh em nào gần Hiệp Phúc Thọ không nhỉ? Hiệp Thuận. Đó, đây là một quả phụ dành cho bài đấu này. Một quả phụ đang có được đó là 6 cây. Solo xem thì chưa biết là đánh với game thủ nào anh ơi. Một lát nữa chúng ta sẽ biết. Bài này nhìn qua cũng bình thường thôi, mặc dù thấy hiêu voi quả phụ đây. Đây, một quả phụ đấy từ chim sẻ, nhét dần bên trong rồi, BG. Anh ở tam hiệp đây em ạ. Hai quả phụ này, một quả dễ nhà, mệnh thấy chưa? Ok, ăn luôn. Đơn nhau sẻ không? Bài bình thường đấy từ chim sẻ thôi. Cảm ơn cái quần tôi đâu đã gửi tặng chim sẻ nắng 30 sao nha. Có thêm một quả phụ nữa đây rồi. Đứa con đi học hầu như hôm nào cũng ngó Thế Hải á. Con anh cũng học cùng Hà Nội Thăng Long với con em à. Đúng rồi, dạng nhãn huyền thoại của Hiệp Thuận anh. Ê, luôn ai ở Đan Phượng mà không biết cái dạng nhãn đấy thì đúng là không phải người con Đan Phượng. Mặc dù tôi không sinh ra và... Cái gì? Nhầm. Ngày xưa mình không sinh ra và lớn lên ở Đan Phượng, nhưng khoảng thời gian học mẫu giáo, học mầm non cấp 1 thì cứ đến mùa hè sẽ được bà nội cho về quê và dạng nhãn thực sự huyền thoại. Chuyên đi bờ đê bên Hiệp xong thì qua bờ đê là xuống mấy hồ gần đập tràn để bơi. Anh em nào ở Đan Phượng mà không biết dạng nhãn thì đúng là không biết gì. Đây là máy của game thủ Truy Mệnh, một bài xin lỗi 98. 98 27 dân. BM và BA. Bài đánh 27 dân cộng 1 và sẽ kích đời trong đầu 10, ép đời khá là tốt tới từ game thủ bên Hải Phòng U98. Dịch vụ đấy là dịch vụ ngày xưa thôi, dạng nhãn nó nổi tiếng vì có cái dịch vụ từ ngày xưa, nhưng bây giờ thì những cái dịch vụ đấy hết rồi. Rồi thì người ta chạy hết lên Cầu Giấy với cả lên Nguyễn Khánh Toàn rồi thì bên chỗ Đại Cổ Việt, Trần Khắc Chân người ta làm, như ai người ta làm ở dạng nhãn nữa. Đúng không anh em?
Và bên đến với trận đấu này, tôi xin giới thiệu với bạn về nhà tài trợ Mobi Game. Nhân dịp đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio, Mobi Game dành riêng cho các thành viên của cộng đồng Chim Sẻ Nắng là thuê bao Mobifone, đăng ký gói cước ngày CGD 1GB mỗi ngày sử dụng 4G cùng cơ hội nhận ngay 10k vào tài khoản chính khi đăng ký và duy trì 3 ngày gói CGD này. Còn chần chờ gì nữa, nhanh tay đăng ký và trải nghiệm ngày hôm nay. Soạn tin nhắn với cú pháp CGD 1 gửi 999 để đăng ký gói cước anh em nhé. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như vậy đây là máy của game thủ truy mệnh với voi và đi dâng Nga cho game thủ chim sẻ nắng. Dịch vụ thay nhớt ở đấy hay có nhiều dịch vụ thay nhớt dạng nhãn điện thoại chuyên dành cho các bác tài lái xe cua vào nghỉ ngơi thì hay dầu. Thay dầu rửa xe làm cốc nước đúng không anh em? Và như vậy là có chim sẻ lên đời mũi nhất rồi. Còn lại tất cả lên đời như nhau anh em ạ. Đúng rồi anh ơi, con em học Hà Nội Thăng Long anh ạ. À xem cái học phí lớp 1 đang hoài hết cả mắt này. Giấy nấy lên. Ông nào tác tên của nước đá được 42 rồi kìa đây. Anh đứng đá ơi đâu rồi, cày ghê 4A đi mệnh rồi, bài dâng 4A trận đấu này đang ra ruộng ở nhà luôn. Bài dâng A vẽ ruộng ở nhà đi truy mệnh. Không tin nhỉ. Chung kết sớm rồi bạn rồi anh em ạ. Rồi tên tiếp theo. Bò bế nhà cửa 7 đầu cánh nhá, bắn luôn 7 tiên như vũ đi dâng A, đây là bài ăn hoang của bò 7. Mày đây là sẻ và đang bị bộ bảy bắn vào đúng. Và mệnh đang bắn bộ bảy rồi và sẻ sẽ cố đỡ trước người cầm bộ bảy ở vị trí này. Nhà bè bạn ngay cạnh luôn, sát sàn, sợ chưa? 6 đầu cánh 7 dâng A và hai nhà bạn đã đấm sẻ rồi. Sen Long Thiên Vũ vẫn là hai con người này cày thế nhờ. Đợt tiếp theo bao như vậy 98 một cánh kia đang bị nhãn tử gì. Bây giờ 98 mà thua nốt cánh kia thì đúng là chỉ có gãy thôi. Và đây là 98. 98 tạo lại là 44. Một dâng A, 4 dâng A đúng cánh. Tạm lại 43. Bắn vào 4. Bây giờ chúng ta chỉ có một cửa là bắn bay nhà vòng 6 để đưa về thế tất cả cùng bay ấy. Và sẽ nó phải bắt quân vào 7. Đập. Rồi tắc, được. Giữ dân. Tạm lại là số là 40 để đưa cái thủ chim sẻ màu 7 vẫn bị chơi. Màu 6 thì còn 3 cung đường ở đây thôi. Dân vẫn đang đảo để đưa cái thủ chim sẻ. Đây là màu 7 cũng cần phải được quản nữa mới bắn được một món hoa của màu 7. Đây là máy của mệnh. Mệnh tạm lại là số là 50 đang ốp vào nhà màu 6 sen long. Sẻ phải lên nhà màu 6 luôn. Bắt buộc phải đánh bay nhà màu 6 luôn anh em ạ. Chết. Lên là chết. Và bạn đang kéo thủ quân về. Mệnh có thêm tên tiếp viện. Sẻ đang đến. Tạm lại là số là 51 tới từ cái thủ vitamin hải phòng truy mệnh. Lên đấy. Thêm sẻ nữa cho chắc chắn. Đánh phải đánh bay đánh chết luôn. Bảy vào quản vậy rồi. Dâng Hà vẽ mớ ruộng ở nhà cay ghê. Rồi bắn một sáu đây đâu rồi đâu rồi. Chạy hướng nào. Tham lai đơn số là 50 dành cho cái thủ truy bệnh. Và bắt đầu ôm dân bỏ chạy. Rồi bạn ta sang cánh kia rồi đấy. Chạy độ chính nhá. Sẻ bên này tham lai là 3x cũng bay nhà một tơn. Đây là dân ăn hoàng của cái thủ chim sẻ. Và 36 đó là tham lai hiện tại dành cho cái thủ chim sẻ. Đây màu 6. Sau đó bệnh vừa thấy cái gì đấy. Ôi rồi. À sẻ bắt tơ dân hàng nó bên ngoài đấy. Bệnh bắn tơ này là tươi tươi đấy. Và nó đang kéo quân về kinh góc 6 giờ đây sẻ ơi. Ui đông nha. Và 43. Ừ trong này còn tơ dân cuối của nó luôn là fit. Góc này góc chết rồi. Xuống 6 giờ đi. Và góc chết thì sẽ long. Đội bạn đang có quân ở 6 giờ nên mệnh đang cố gắng điều quân đội bạn. Tham lai là số là 40 dành cho đối thủ Vitamin Hải Phòng truy bệnh. Đang vừa chạy dân vừa đấu quân. Sẻ đâu? Sẻ vẫn đang ăn dân của Sen Long. Rồi Sen Long mất quá nhiều dân luôn này. Ui nhưng mà sẻ ai ui. Có cái gì nó chọc vào mông anh em ạ. Đau quá. Chết tôi rồi, đi một phát 20 dân thế này.
Hỏng 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 hỏng. Và tham lai là số 28 đến từ thủ chim sẻ, vừa đi một turn 20 dân. Bên này thì 98 tham lai 4x đã bắt đầu chơi lại được M4 rồi. Solo cân M4 luôn. 7 to quá anh em ơi. Sẻ bên này tham lai 26 rồi, mất tân dân đau quá. Mày kiểu gì đây? Lại bị nó ăn dân nữa. Tham về 1x. 4. 4 là nhãn tử cũng to, 7 cũng to. Và bên này 98 thoát lại 4x. Và đang đóng lại BA mới. Hỏng rồi. Tham lai 43 dành cho bài đấu này. Đây là cung R của game thủ 98 đang đối đầu với cầu M4 bên phía đối bạn. Đó chính là game thủ nhãn tử, nhưng 98 chỉ cân được M4 thôi, nhưng không khỏe nhiều. Thậm chí còn đang yếu hơn nha. Sẻ thằng này 16 rồi đánh chung kết. Và tạm biệt, bệnh mất tân thảm to nữa rồi. Đây, đang xuống bắn ruộng này. Và 3 đều nhưng mà chúng ta cũng chờ đợi đến với trận đấu chung kết ngay sau đây nha. 3 đều. Vâng, và trước khi đến với trận đấu tiếp theo, tôi vẫn xin giới thiệu với bạn về nhà chợ Mobi Game. Nhân dịp đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio, Mobi Game dành riêng cho các thành viên của cộng đồng Chim Sẻ Nắng là thuê bao Mobifone, đăng ký gói cước ngày CGD. 1GB mỗi ngày sử dụng 4G cùng cơ hội nhận ngay 10k vào tài khoản chính khi đăng ký và duy trì 3 ngày gói CGD này. Còn chần chờ gì nữa, nhanh tay đăng ký và trải nghiệm game này. Soạn tin nhắn với cú pháp CGD1 gửi 999 để đăng ký gói cước anh em nhé. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, chạy đây, chúng ta sẽ đến với trận đấu này. Vẫn là màu 6 dành cho Vitamin Hải Phòng truy mệnh. Chơi Nguyễn Vũ Dũng nhá. Đây là sẻ, ok. Cảm ơn cảnh IT đã gửi tặng Chim Sẻ Nắng 10 sao. IT là gì anh? Chào bạn Bin Machida nhá. Quả đầu đang có đó chính là 7 cây tới từ game thủ Chim Sẻ Nắng màu 2 và một bấy hiệu đầu đã có. Thêm với đó là những cái rừng quanh nhà. Rồi. Em gấp xong giờ nhà được khoe. Nhầm anh Thức ơi. Chị Tám ơi. Em có nhớ ứng hưởng không? Có à? Được. Như vậy là xin trân trọng thông báo với cậu Hưởng là chị Tám có nhớ em nha. Cậu Quân Vương đã gửi sẻ 15 sao nhá. Mẹ mày vừa bảo là một năm rưỡi nữa em mới lên Hà Nội, xong đi lại bảo cuối tuần sau em lên. Mẹ giờ cày ghê. Lại đòi lên Hà Nội rồi. Bấy hiệu chưa được đưa về cái bài đấu này. Hôm thì hứa hẹn với các anh một năm rưỡi nữa em mới lên Hà Nội, em lại cuối tuần sau em lên. Lại lên hội họp với 98 đấy, đúng không 98? Lọ mọ này, cay ghê. Rồi, đang lùa con hiêu này về. Có voi luôn, tới từ game thủ chim sẻ sau cánh rừng thông của mình. Một bầy hiêu, một con voi, hiêu đầu 7 con. Chúng ta có mắt máy của game thủ Vitamin Hải Phòng truy mệnh. Mệnh thì đang có một bầy hiêu đầu, cũng 7 con đưa về. Ở trên không soi máy mệnh nhỉ. Đây, máy xe, máy 98. Có voi đưa về. Sao bảo không soi? Một voi về, một bầy hiêu, làm vòng đi dò, dừng rú quanh nhà. Sẻ đang có bầy hiêu đưa về đây rồi. Này mõm nhá, tao cảnh báo mày nhá, mày bỏ ngay con cây ghê đi hộ tao cái nhá. À, ok anh, cây ghê. Em bỏ rồi đấy. Thêm vòng nữa đi dò. Đây là máy của game thủ chuyên mệnh với một quả phụ và bầy hiêu đầu được đưa về. Nhầm. Dẫn đạo vào đầu cánh chết xong cuối cùng nó vẫn khỏe. Đây là con hiêu tiếp theo. Bầy hiêu được đưa về thành công với chuyên mệnh. Quả đầu nó hơi dốc một chút thôi. Và bắt đầu với trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu với bạn về nhà chợ Mobi Game. Nhân dịp đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio, Mobi Game dành riêng cho các thành viên của cộng đồng Chim Sẻ Nắng là thuê bao Mobifone, đăng ký gói cước ngày CGD. 1GB mỗi ngày sử dụng 4G cùng cơ hội nhận ngày 10k vào tài khoản chính khi đăng ký và duy trì 3 ngày gói CGD này. Còn chần chờ gì nữa, nhanh tay đăng ký và trải nghiệm game này. Soạn tin nhắn với cú pháp CGD1 gửi 999 để đăng ký gói cước anh em nhé.
Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mấy bạn tuyển diễn viên bọn em hôm nay nó đi tán gái hết rồi anh ạ. Mấy ông sờ farm link này toàn Facebook clone này, toàn sờ farm link độc thôi. Rồi em không khóa được. Đây để em thử khóa phát xem được không nha. Nhiều quá, toàn Facebook ở Tây Tàu ở đâu vào nó sờ farm mấy cái link này. Đê. Trước có một dịp nó sờ farm nhiều rồi giờ lại nổi lại nữa, nhưng mà lần này không phải là tên Facebook Việt Nam nữa mà tên toàn tên Facebook nước ngoài thôi. Nhiều lắm anh em ạ, cấm không xuể bọn này. Nó via của nó cầm toàn mấy trăm nghìn nick clone nó vào sờ farm cho thì sẽ đẩy hết luôn. Rồi con voi tiếp theo được đưa về dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng đây rồi. Đây con voi thứ hai, em chào anh Đinh Ngọc Tú nhá. Nhầm đấy à. Đấy, thức Mỹ Tông biết cả nhầm đấy nữa này. Ba voi. Và thêm bấy hiệu nữa. Dâng A đến từ cái thủ Chim Sẻ, như vậy là Sẻ sẽ dâng A cho cái thủ Vitamin Hải Phòng U98. Để ăn máy của Mệnh, bộ 4 ngay trước cửa nhà Mệnh đây rồi. Siêu gần. Và Mệnh sẽ tự ra solo mà 4, điên như Vũ. Nó lên đời rồi đây này. Bài lên sớm lắm anh em ạ. Và đang cơ cấu nhà BA tới từ cái thủ chim bệnh ở trận đấu này. 7 dâng A và nhà 98, cái bên kia sẽ là màu 7 và màu 7 và màu 7 nhờ, màu 7 và màu 8 anh em ạ. 7, 8 cánh kia. Cái này thì bệnh solo màu 4 rồi. Rồi, xe máy Sẻ thôi. Sẻ cũng là bài đầu đi dâng A. Vâng, vậy anh em đang muốn chơi xe lòng trước. Thông tin từ chuyên mệnh báo về là màu 7 là người chết một dân ở trận đấu này. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh trên màn máy của thủ Chim Sẻ Nắng, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Mobi Game. Nhân dịp đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio, Mobi Game dành riêng cho các thành viên của đồng Chim Sẻ Nắng là thuê bao Mobi Phone, đăng ký gói cước ngày CGD 1GB mỗi ngày sử dụng 4G cùng cơ hội nhận ngay 10k vào tài khoản chính khi đăng ký và duy trì 3 ngày gói CGD này. Còn chần chờ gì nữa, nhanh tay đăng ký và trải nghiệm ngày hôm nay. Soạn tin nhắn với cú pháp CGD1 gửi 99 để đăng ký gói cước em nhé. Rất mong anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thêm chơi nhà bé nữa tới từ cái vụ Chim Sẻ và còn một quả ở đây nữa. Chị Tám sẽ bài đánh chắc nhà đầu cánh kia thôi. Và điều quan trọng là Sẻ đi cùng chị Tám như thế nào anh em ạ. Bốn lên sớm lắm, tiện cho Vũ lên sớm nhất bản đồ mà. Đây là 98 đang nhốt BA của màu 7. Rồi màu 7 đang cuốn đập E 98 bây giờ tân đầu tiên. Sẻ đã ra tân đầu rồi. Ui. Đây rồi, quay lại đây rồi. Bắt dân đội bạn đi. Mỗi người để đây một tân cung đường để ốp căn nhà của cầm màu 7 bên phía đội bạn. Phá vẩy E đi 98. Cung đường đội bạn đã ra, bắt luôn. Đang vẩy E để có thể chốt cung đường đội bạn tới 98. Rồi, chốt ke nữa vào đấy đi. Cho xong luôn. Ok. Đấy, nở tân nào ra, ra khóa luôn tân đấy. Vâng, Sẻ là người đi bắn màu 8. Tham lai ở số là 37 tới game thủ Chim Sẻ tự đỡ màu 8 ở cái này. Còn 98 sẽ đưa thêm quân ra để ốp nhà BA của cầm màu 7. Game thủ Sen Long dâng A vào cạnh nhà 98 luôn. Tham lai là 37/48 dành cho game thủ Chim Sẻ. Đỡ trước tơn cung R của cầm màu 8 trong tình huống này. Tơn R tiếp theo đẩy ra. Rồi bạn cũng có thêm một tơn mới. Giật cung đấy báo ra sau không. Đang hit and run đến từ game thủ Chim Sẻ nào.
bán. Tám là người OPA, người cầm bóng 7 rồi. Cái này kia thì mệnh sẽ solo với cái thủ tiễn nhiệm vụ. Đây là mệnh với tham lai là số là 26, bị bầu 4 bắn cho chạy một vòng. Bầu 4 nhìn qua nhà cũng rất xấu thôi, và mệnh cũng có thể khiến cho bầu 4 không lớn được. Nhưng mà bạn đang đứng quân để kê những cơ sở làm ăn của mình. Chim sẻ nắng vào bên trong quản xe long một tơn. Đây là nhà xe long. Bầu 8 đẩy quân lên đầu cánh thì gặp sẻ. Đây rồi. Đây là bầu 7 cái thủ xe long, 37 e tới chim sẻ nắng để ăn dần đội bạn. Chạy dần rất nhanh tới anh long. Màu 8 đang ốp dần dần lên nhà BA với thủ chim sẻ và vẫn chưa ai đi quản chim sẻ nha. Bởi vì màu 7 không có quân. Màu 7 không sẽ không có quân ở trận đấu này. Và đội bạn chuyển sang đóng ai ở nhà. Tạm lại đợi số là 48 trên 52 dành cho game thủ chim sẻ nắng đang ốp nhà BA mới của game thủ Xe Long. Xe Long đã đóng BA mới ở nhà rồi. Chuyển về đóng ai ở nhà đấy thì Xe Long rất nhanh. Tạm lại 47 trên 48. Đây rồi, đây là dân của đối phương. Bóng 8 đang đốt A chim sẻ rồi. Có một quả gần nhà đấy. Đây rồi, chim 8 ra đây rồi. Đi xô lên nhà bóng 8 luôn này, ốp chén tử luôn này. Sẻ và chim 8 đi cùng nhau. Lên đây, quay lại đây. Sẻ sau rồi. Chim 8 đi thẳng lên đây này. Pha vẻ đến từ cái thủ chim sẻ. Bán, rồi bán được rồi đấy. Và vẩy tròn cung R của nhãn tử lại luôn tới từ chim sẻ nắng, và nhãn tử đã không chạy được quần mình. Pha vẩy E là quá ghê. Tiếp tục là tiếng vẩy E đến từ cái thủ chim sẻ nắng. Bóng 8 nó nằm xuống rất nhiều cung R sau pha vẩy E vừa rồi của cái thủ chim sẻ. Tham lai ở số đó chính là 44 tới từ bài đấu này, một bài đấu đi dâng A. Rất nhiều gỗ vẩy E và đây rồi, 98 nó đi cùng chim sẻ nắng. Hai anh em sẽ kết hợp cùng với nhau để công lên nhà người cầm bóng 8. Ốp luôn nhà nhãn tử trong tình huống này. Lên! Và màu 8 đang cố gắng giật quân vào bên trong để đỡ, và có thêm sự có mặt của Sen Long, người đã đóng lại BA ở nhà để có thể đỡ nhà. Vẫn chưa ốp được. Tham lai 4x đến từ cái thủ chim sẻ vẫn chưa bị quản nên vẫn có tham. Đây là máy của game thủ Vim Hải Phòng truy mệnh. Vậy tham lai 25 khi đối đầu với tiên nhiệm vụ và đang bị đội bạn vẩy E bắt dân. Tham đang tụt khá sâu, nó bắt đầu tạt sang cái bên kia nha. Nó bắt đầu sang bên dưới 98 với sẻ đấy, nó vào quả sẻ đấy. Quan trọng là 98 phải ốp chết được màu 8 tên này. Tham lai đợt số là 70 dành cho thủ Vimi Hải Phòng. 98 vào màu 8 tên này khả năng cao là gãy. Màu 7 sang cứu này, tập trung đi, bắn đi sẻ ơi. Bắt cả dân đập này. Và như vậy là màu 4 về cứu thì thoải mái. Tham lai là 71 dành cho game thủ Vimi Hải Phòng. 98 15 con đang bắn nhà chim sẻ nắng đến từ game thủ Tiên Nhân Vũ. Sẻ sẽ vào trong ăn dân và 98 đang ốp A đội bạn. Màu 8 cũng bay nhá. Và màu 4 đi quân nên mệnh sẽ bắn được người cầm màu 4 ở trong trận đấu này. Và màu 4 cũng sẽ bay nha. Chiến thận thế trận đang khá là ưu dành cho bộ 3 chúng ta trong trận đấu này anh em ơi. Cười đấy, sẻ dâng này vẫn cực kỳ khét. Tham lai là 37 đến từ cái đủ chim sẻ. Màu 4 vẫn đang đi bắn nhà chim sẻ nắng. 4 hồi giữa bản đồ nhá. Tham lai là 41 dành cho game thủ chim sẻ. Màu 8 bay hết rồi, bây giờ 98 sẽ đứng quân ở nhà thôi. Sen Long sẽ hồi lại nhà một lát nữa thì kiểu như cá nằm trên đất, đánh lúc nào cũng được anh em ạ. Và đây 98 chưa, nó đang giữa nhà nhiều, đứng quân ra giữa nhà đi. Ô 7 vẫn đang sang cứu ở mặt 9 giờ. 98 đang giật thêm quân về nhà để có thể kê một tình huống tạt tới đội bạn đây rồi. Bo kín lại nhà nào. Ok, xong dân bung nhà chính. Thậm chí thích thì đào thêm tí vàng lên bản đồ cho nó dễ quản và dễ chủ lực. Tham lai 98 là 80. Và như vậy là lại gọi lên nhà màu 8. Ô 4 và 98 kìa. Ngay sau mông nhà em thôi, giữa nhà em với nhà sẻ. Đang dồn mệnh. Bên này đi sẻ lại vào màu 8 với tham lai 3x của mình. Đây là dân của game thủ nhãn tử. Chắc là có ai bơm đồ nhãn tử không? Không, nhãn tử cũng hết quần, hết quần rồi các bạn. Còn mỗi mấy dân này thôi. Có Sen Long đang hồi lại nhà thì một lát nữa em ta sẽ đánh Sen Long. Sẻ vẫn đang rất đông quân với những cung đường gỗ 2 của mình đi dâng ra. Tham lai là 38 đến từ thủ chim sẻ, nhưng tên này vẫn cần 98 lên đây để đi cùng chim sẻ nắng hạ gục được người cầm màu 8 bên phía đội bạn. Vậy thì vừa ăn được thêm dân của game thủ tiên như vũ rồi. Cái chấm đen lòi ra chưa sau nhà sẻ, nó có một tên dân ăn gỗ đấy nữa. Đấy. Nãy vừa nhìn thấy dân ăn gỗ nó đấy. Tham lai 26, đây là máy của thủ chim sẻ. Đây rồi, sẻ tóm được tên dân màu 4 rồi. Và màu 4 ăn một quả màu 7. xong rồi. Vâng. Gãy chỉ có thể là cừu.
Tăng Nga lên anh em ơi. 98 tăng Nga lên đi. Và 14 đang lao vào nhà 98 button. Đến quân ở nhà đỡ thoải mái. Và đội bạn đang dồn hết lên nhà 98 rồi. Và 98 cho phải giật quân về. Đội bạn đang muốn đổi nhà 98 hay sao đó. Vâng, bóng 8 đang đi lên đây. Nhưng quân này là quá ít đến từ game thủ Nhãn Tử. Không 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 không. Đã một lít. Của gì ốp ở đây. Đã tăng Nga đến từ game thủ 98 rồi. Và quân của em đang có rất đông ở trong một thế thủ nhà như thế này. Nghĩa 98 đỡ thoải mái đội bạn. Chả vấn đề gì cả anh em ạ. Tầm này thì anh em đánh cháy quá rồi. Một kèo đấu mà em ta rượt đuổi tỷ số từ đầu đến cuối. Và chim thì đang bắn bay nốt nhà của người cầm 7 game thủ Sella. Siêu Win thật không cần thua các bạn ơi. Sella bay nhà thì đội bạn làm gì còn cái gì. À, nhưng mà đội bạn lại kéo về rồi. Thế thì ăn dân vậy. Ui dồi ui dồi. Ui giời ơi, anh trai lại múa dẻo như thế này được nữa. Quá ghê đến từ xe lòng với 47E của mình. Và quan trọng là trong nhà của anh thì vẫn đang cháy như pháo. Với những con cung R chim sẻ đang tỉa dân ruộng, đang tỉa dân gỗ của xe lòng. Tham lai vẫn đang ở số là 31 đến từ game thủ chim sẻ. Vẫn đang ăn dân đội bạn, chú ý chỉ cung R. Vâng, nếu xong dân ở nhà, màu 8 nó đang nở lại thì một lát nữa 98 có thể lên 4 hay làm gì. Với màu 8 thì cũng thoải mái luôn, màu 8 trên quá nhiều dân rồi. Đây là máy của 98, 98 tham lai 113 và bắt đầu nâng cấp đào vàng chuẩn bị kích 4, đóng ca luôn em ơi. Nếu đóng ca thụt lại. Màu 7 đang giải quân quanh nhà. Tham lai đang số là 120 dành cho game thủ Vitamin Hải Phòng U98. Sẻ chạy dân nhà chính, chạy dân nhà chính sẻ. Anh em phải chạy giữ dân nhỉ. Tham lai đang số là 120 đứng kê ở đây thôi. Màu 8 đang muốn đưa quân lên nhà 98 nhưng mình nghĩ là này chưa được. 98 đã đào được 400 vàng rồi. Có thêm dân đào vàng không? Tham lai là 120 dành cho game thủ U98. Một thế trận mà 98 đầu cánh được đẩy chúng và điều quan trọng đó là chúng ta khóa được BA Xe Long ở thời điểm đầu. Khi mà Xe Long là người đi dâng A bị khóa BA quá đau nên Xe Long và Xe Long không có quân đi quản sẻ. Một tơ đang bị lọt nhà lên 98. Chú ý bắt tơ này vậy không? Đập luôn đi. Và tham lai là 120 dành cho 98 rồi. Đã đào được 500 vàng. Thịt vẫn đang rất nhiều. Ok ok. Tham lai của 98 là 113. Màu 8 đang áp lực nhà 98. Màu 8 vẫn còn khỏe nha anh em. Sau tuần này quay lại ngoáy màu 8 tí không. Màu 8 vẫn khỏe này. Và màu 4 bắt đầu công lên nhà 98 ở phía sau đây rồi. Màu 8 đang ốp trước cửa. Và đội bạn bắt đầu đánh 98 nhiều hơn. Mới được có 700 vàng tới cái thủ Vitamin Giải Phóng U98 thôi. Sẻ chuẩn bị lọt màu 8 đây rồi. Ba nhà ốp nha. Nó ốp 98 đấy. Và màu 7 thì thoải mái. Màu 8 tân này thì thêm một tân quân nữa đỡ ra mình nghĩ là cũng ok. Vâng, sẻ lọt màu 8 được là ngon nha. Màu 4 đến rồi này. Đây rồi, bắn 7 sau trước đi. Đỡ trong nhà trước đi. Và tham lai 108 thì 98 đây là tân ốp bên phía đối bạn. Màu 4 đang đụng từ phía sau. Đây là máy của game thủ chim sẻ. Sẻ đang đóng BA ở trong nhà của người cầm màu 8 luôn. Vâng, đóng A trong nhà của game thủ Nhãn Tử đến từ chim sẻ này. Và đây là 98 vẫn đỡ thoải mái nha. Mệnh đang lủng hết nhà của Xe Long đây rồi. Và khi mà đội bạn đi công lên nhà 98 thì ở nhà sẽ bị lủng. Đây là cung R của game thủ Xe Long với tham lai là 43 của chim 7 đang ốp vào. Màu 7 sẽ bay nhà luôn ở trong tình huống này. Một thế bài rất loang quăng đến từ Xe Long dâng A rồi quay về đánh ở nhà. Và 98 sẽ chỉ ăn với thủ nhà. Đây là màn máy game thủ chim sẻ đóng A trong lòng địch. Chịu rồi. 5 nhà BA cứ 12 giờ dội xuống. Bẩn thế này nữa, cày ghê. Và một tơn chui đến 12 giờ là gõ 5 nhà BA đến từ chim sẻ đang mú nguyên bỏ quả trên này và bắt đầu bắn vào nhà màu 8. Đó là Nhãn Tử. Thì anh ấy chịu thế nào được? Đấy đấy đấy, xong cái khe đấy là còn mỏ gỗ nữa. Đúng rồi. Tham lai là 47 dành cho chim sẻ. Và bắn bay hết nhà của cầm màu 8. Ui, 98 lục nhà này và quyết rồi. Siêu 4-3 dành cho bộ ba của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và chiến thắng chung cuộc dành cho chim sẻ đáng truy mệnh và game thủ Vitamin Hải Phòng U98. 4-3 anh em nhá.